cái người mà người ta có cực lạc thì người ta ăn cái gì cũng ngon, hoàn cảnh nào người ta cũng thích ứng được. Thưa đại chúng, khi mình lạnh mình mặc áo lạnh, khi mình nóng thì mình cầm cái quạt. Nếu mà thí dụ đặt trường hợp ngày hôm nay giờ phút này mà nóng thì có lẽ chùa không có lo đi kiếm sưởi mà phải lo đi kiếm quạt. Mà chúng sanh của ta lạnh cũng rên, nóng cũng rên, mưa cũng rên, nắng cũng rên. Thành thử ra cõi thì cõi cực lạc, mà mình thì thiệt sự không có cực lạc, tại vì không bao giờ mình chấp nhận. Sao mà nắng quá thì không biết, sao mà mưa hoài không biết, tại vì mình chưa khởi được cái tâm gì ứng thích. Vậy thì cực lạc có không? Có. Nhưng mà có với ai? Có với cái người có sanh cái tâm ứng thích. Người không sanh tâm ứng thích thì nó tu hoài tôi có thấy cực lạc đâu. Rồi địa ngục có không? Mà địa ngục có với ai? Có với người nào ứng thích cái cảnh địa ngục. Cho nên chữ địa ngục á, một trong những nghĩa của chữ địa ngục gọi là hữu vô. Hữu là gì? Hữu là có, vô là không. Người nào mà tâm có địa ngục là địa ngục có mặt. Ví dụ như giờ ở trong cái tiểu bang này có casino không? Nhưng mà tại sao mình không đi tới casino, mình tới đây? Tại vì tâm mình không có thích cờ bạc. Vậy thì địa ngục nó có, casino nó có. Mà ai thích casino thì tự động người đó tìm tới casino, nó ứng. Cho nên một trong những cái điều kiện mà sanh về cực lạc là phải có cái tâm gì? Cái tâm hân. Hân là gì? Thích, vui. Hòa thượng chùa Vạn Đức ở Việt Nam mình á, là Hòa thượng Thích Trí Tịnh á, ngài có một hiệu gọi là hân tịnh. Hân là thích, tịnh là tịnh độ. Ngài có cái hiệu là hân tịnh, là người thích khỏi tịnh độ. Cho nên mình phải có cái tâm thích thì mình làm. Ví dụ như thức ăn chay có ngon không? Nhưng mà tại sao người khác ăn thì ta không thấy ngon? Tại ta không thích. Bây giờ mình làm ngon cỡ nào mà họ nói sao ăn chay nó lạt lẽo, nó nhạt nhẽo quá, rồi nó mau đói quá, mà mình ăn mình thấy ngon quá chừng. Mấy ngày nay quý vị thấy ăn ngon không? Sáng, trưa, chiều, ngày ba cử, bữa nào cũng ngon. Toàn là cao lương và mỹ vị. Tại vì mình đang ở Mỹ, vị nào cũng vị Mỹ. Cho nên khi mình khởi tâm mình thích thì mình sẽ quên những cái khác. Đây là cái cách tu quán. Ví dụ mình thương con mình, nó đi làm về nó mệt, mình cũng mệt, nhưng mà mình nghĩ con mình nó đi làm mệt lắm, mình chịu khó mình nấu cho nó miếng ăn ngon để nó bồi dưỡng. Tự nhiên quý vị làm mà quý vị quên mệt, phải không? Tại vì lúc đó sao mình, cái tình thương của con nó nặng, nó chiếm phần lớn rồi, thì tất cả những cái lặt vặt kia nó làm sao nó quên. Mình tu cũng phải vậy. Khi mình tu á, ví dụ như sáng nay lạnh thì mình nhớ là cái lạnh này nhỏ thôi. Cái quan trọng là lạnh mà mình vẫn còn được cái chỗ che, phải không? Rồi vẫn còn được có cái sưởi. Mình chú tâm mình nghe pháp, phải không? Rồi tay chân mình khéo co lại nó ấm. Ta kêu là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà. Cái thì cái lạnh này nó không làm mình khổ sở. Cho nên cuộc sống của chúng ta, cái quan trọng mà để cho chúng ta có được cái hạnh phúc là chúng ta phải có một cái nhìn. Cái nhìn nói theo đạo Phật là cái pháp quán.
thì quý vị hay nghe nói hoài đi chùa, nó nói thôi quán đi. Ví dụ như cái người nào mà ta muốn bỏ đi cái tâm gọi là tham đắm của người ta, cái người ta quán bất tịnh, quán cái đó dơ, cái đó khổ, cái đó tạm bợ, cái đó không thật, quán hồi người ta xả với. Cũng giống như người nào mình không ưa đó, toàn là mình quán cái xấu của họ không. Nói tới cái người đó là mình thấy hình như không có gì tốt đó. Tại sao? Tại vì thường ngày mình cứ quán về cái xấu của họ. Còn nếu mà người nào mình thương các con, trời ơi, ánh mắt cũng đẹp, cái miệng cũng đẹp, cái gì người đó cũng dễ thương đó, tại vì mình quán vậy. Thì Pháp Hòa nói một hai cái quý vị sẽ thấy cái tương đồng là tại sao đời mình biết làm, mình quán được như vậy, thì giờ trong đạo mình tu mình quán như vậy. Vậy thì trong cái kinh, trong cái bài hồi hướng mà chúng ta tụng đó, là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, tức là con nguyện sanh về cõi tịnh độ. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Và mình cũng không cần đợi chết rồi mình mới experience, kinh nghiệm chín phẩm hoa sen, mà ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta đây, chúng ta có thể sanh trong những phẩm hoa sen tùy theo cái cách tu tập của mình. Bây giờ á, chín phẩm là sao? Trong chín phẩm này người ta chia ra ba bậc: thượng, trung, hạ, tức là cao nhất, vừa vừa và thấp. Và nếu ở trong phẩm thượng nó cũng có ba phẩm, trong phẩm trung thực nó có ba phẩm và hạ nó có ba phẩm. Thượng phẩm là gì? Bây giờ người mà muốn sanh về cực lạc có ba điều kiện: một là từ tâm bất sát, hai là thấu rõ đạo lý của đại thừa, thứ ba là gì? Phải tu lục niệm. Tu lục niệm làm sao? Lâu nay quý vị niệm gì nhiều? Hồi nào giờ niệm gì? Niệm Phật. Phải không? Niệm Phật mới có một niệm mà, còn năm niệm kia nữa. Ngoài niệm Phật còn năm niệm nữa: niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Sáu niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Nhớ sáu niệm không? Ví dụ như hồi nào giờ quý vị nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà nhất là lúc nào mà sợ ma niệm dữ lắm. Rồi bây giờ lúc mình phiền não mình niệm gì? Nếu mình niệm Phật không hết thì mình niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm sao? Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Tức là mình đọc ra một câu kinh nào đó để giúp cho mình xua đi, dằn lắng xuống cái giận hờn của mình. Ví dụ như nãy mình làm, mình chuẩn bị cái gì đó rất là ngon, rất là đẹp rồi, tới cái người ta chen câu buồn so, thôi chắc tôi về quá chị. Cái nhớ câu Pháp liền: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Ồ, cái câu này nó giúp cho mình. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế. Mình tới đây là vì cái gì? Tới đây để tu, không động giữa khen chê. Rồi mình đi vô trong hãng, mình đi làm, rồi người ta cứ móc méo kiếm chuyện với mình hoài, cái mình nhớ tới một câu: đi làm để kiếm tiền, đi làm để kiếm sống, đi làm không vì kiếm chuyện. Cũng ta cũng kiếm vậy, mà mình người khác thì kiếm chuyện, mình thì mình mới nhớ là mình vô đây mình kiếm sống. Vạn vật trên sống, trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy, miễn một ngày mình có được một bữa ăn là mình mừng. Thật sự ra bây giờ cái người đó có 1.000 đồng trong túi, họ ăn gì? Họ cũng ăn đủ no cái bụng rồi thôi. Người nọ có 10 đồng trong túi, ăn gì cũng no cái bụng rồi thôi. Thế thì bây giờ chúng ta có giàu cỡ nào, ăn no bụng là hết. Cho nên lỡ mình sanh cái tâm hay kiếm chuyện với người khác, thì mình nhớ là vạn vật trân sống,
trên trái đất này chẳng qua để làm gì? Có bát cơm đầy. Cái đó gọi là niệm pháp. Như vậy thì khi mình niệm Phật là mình nó mô như là Phật, nó mô như Phật, chứ niệm pháp. Mình nhớ một câu kinh giúp cho mình. Thí dụ ha, như từ một cánh hoa làm được nhiều tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Đấy, một cánh hoa mà cứ cắt từng cánh ráp lại thành một tràng hoa. Ở nơi con người sanh tử này, nay đau mai bệnh, rồi có ngày nó chết đây, cái thân này là thân sanh tử, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Tin không? Nấu ăn mình làm được, rửa chén mình làm được, quét nhà. Như vậy thì ngay cái thân sanh tử này chúng ta làm được nhiều thiện sự. Thiện sự như là một cái, những cánh hoa mà biết chưng lại thì nó thành ra một bình hoa đẹp. Đó, cái đó gọi là niệm, niệm pháp. Vậy lâu nay mình có niệm pháp không? Chưa. Tụng đâu quên đó. Hồi sáng này quý vị tụng bài kinh Phước Đức phải không? Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, phải không? Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Tất cả những cái câu kinh đó gom lại thành ra 38 pháp hạnh phúc. 38 pháp hạnh phúc. Trời và người thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Câu đó là ba phước rồi nè. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh. Ba cái pháp hạnh phúc rồi. Mà hết cái bài kinh nó gom lại là 38 cái, gọi là 38 pháp hạnh. Thì bây giờ quý vị, tại sao những cái câu đó nó hay vậy mình không để bụng? Mình lượm chi mấy câu nó kêu tôi con quỷ, nó kêu tôi con ma, nó kêu tôi cái gì mà cứ lượm bỏ một túi, rồi cứ câu đó kết lại thành một chuỗi. Nhưng mà chuỗi này không phải chuỗi bồ đề, thấy không? Mà không phải chuỗi bồ đề mà chuỗi gì đâu. Mình cũng hàng ngày mình cũng đeo, mà nó nặng. Vậy thì cái mà chúng ta nói đó, tu lục niệm đó, là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm tăng là niệm sao? Mình nhớ tới hình ảnh của chư tăng. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tỉnh xá, Hòa đọc cái bài tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp, đem đạo hầu giải khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa cam lộ xói tràn tắt. Chư thánh tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh chẳng quản nhọc nhằn, đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. Bài đó Hòa thuộc khoảng 7 tuổi chứ. Là mình nhớ cái hình ảnh của tăng. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nào, rồi giờ tới niệm giới nè. Cái người đó mới tới buồn cái bà A, tới nói với mình nghe. Xong lát cái mình thấy bà B, chứ nghe chị, vô đây. Tôi có chuyện này tôi nói cho chị nghe. Vì tôi giữ giới, chị biết không? Giới tôi là giới không nói dối. Mình tưởng nãy giờ tôi biết, chị tôi nói chị nghe. Nói xong bà A bà B ra ghen trận. Như vậy có giữ giới không? Không. Cái đó gọi là nói hai bên, phải không? Gọi trong cái giới thập thiện nó gọi là lưỡng thiệt, hai lưỡi. Nói cái giới nói dối không có nghĩa là cái gì cũng phải nói thật, mà phải hiểu rằng đừng
nói những gì có thể gây bất hòa, tổn hại đến người khác dù mình phải nói dối. Ví dụ như cái bà B mới nói, chị hồi nãy tôi thấy bà ngồi với bà đó, bà nói gì đâu? Dạ không, chị em ngồi nói chuyện chơi, không có nói gì. Mình giống như mình nói dối mà đúng không? Nhưng mà cái đó làm cho người ta an hòa. Trời, phải hiểu giới như vậy. Cho nên vừa định nói với cái bà B kia, bà A nói xấu bà, nhớ lại không được, mình nói vậy thì người ta bất hòa thêm. Cái đó gọi là niệm gì? Niệm giới. Mà niệm giới như vậy được vãng sanh không? Đâu có, không niệm Phật. Không có niệm Phật. Nhưng mà mình biết giữ giới. Cái gì mình cần nói, cái gì mình không nên nói. Chứ không phải là mình nói cái gì nó cũng gọi là nói thật. Có nhiều người không dám vợ thọ giới, tại vì tôi còn nói dối. Tôi không dám tu. Nói dối đâu có phải vậy. Cái giới thứ tư là mình phải rõ ràng là đừng nói những gì gây đau khổ. Rồi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. Rồi về niệm thí. Niệm thí là niệm sao? Niệm thí là niệm xả. Ví dụ như hồi nãy cái người đó nói mình nghe một cái câu khó nghe lắm. Nếu mình, bây giờ đặc biệt là con mình, ví dụ lỡ mà nó nóng nảy, nó nói một câu nặng, bây giờ nếu mình làm mẹ, mình nhớ cái câu đó là mình sẽ đau lắm. Nó làm con mà nó nói nặng như vậy, rồi mình buồn, rồi mình giận đứa con hoài, thì nó có tội. Bởi vì mình là mẹ. Thôi bây giờ xả cái câu đó ra, bố thí cho con. Cái chữ thí đó, nó có nhiều cách thí. Thí không có phải là cho tiền, mà xả được cái tâm hờn giận chấp trước đối với ai. Nếu lỡ người ta lỗi với mình bố thí cho người ta. Bố thí là tha cái lỗi cho người ta, cái tâm mình nó nhẹ liền. Mà cái tâm mà nhẹ thì từ ở cái chỗ khổ hồi nãy đó, vãng sanh tới cái chỗ vui lập tức. Gọi là vãng là vậy đó. Vãng là đến. Hồi nãy mình vãng đang bình thường vậy nè. Con nó đi đâu về, nó hỏi con ăn cơm không con? Dạ con no rồi. Trời ơi mẹ chờ con rồi sao? Má ăn đi, ai biểu má chờ. Đau lòng quá. Hồi nãy đang ngọt ngào với con, đang ở cõi trời, nó nói một câu cái mình vãng sanh xuống cõi khổ. Xong rồi bây giờ cái bắt đầu mình giận cành thông lên. Mày nói gì vậy hả? Chứ không phải sao? Ai biểu má ăn không? Con đã nói má nhiều lần rồi. Giận cho câu được. Cho nên rồi mình ở cái mình tưởng đâu là vãng sanh là chết ngắt rồi mới vãng kia, mà mình đâu có biết vãng sanh là mình đang cái cảnh vui này, mình nói con ngọt ngào và mà nó giỡn cho mình ký muối, rồi xong mình nói một câu cái nó cho một ký ớt thành muối ớt. Rồi thôi bây giờ mình thẳng có gói bột ngọt pha vô nữa, dắt miếng chanh cái thành muối chanh ngon quá trời. Vãng sanh, quý hiểu được cái chữ vãng sanh là nói ha. Cho nên chết nó có hai cái chết. Khi nào á, mình tắt thở, mình ngây đơ, lạnh ngắt á, chết ngắt á, cái đó người ta gọi là nhất kỳ sanh tử. Tức là một lần rồi ai cũng sẽ chết kiểu đó. Nhưng có cái chết này mình cần chết nè. Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Biến là thay đổi, dịch là dời. Biến dịch tức là mình thay đổi, mình dời đi. Mà cái chỗ chết sống đó bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Mình đang hiểu lầm một cái người bạn. Sau khi mà cái người đó giải thích cho mình nghe rồi, hết giận. Hồi nãy mình giận quá chừng, bây giờ mình hết giận. Mà hết giận tức là biến dịch sanh. Hồi nãy mình tử, giờ mình hiểu ra rồi cái mình sanh. Mỗi ngày chúng ta đều sanh tử kiểu đó. Có cái người đó hồi đó họ không biết tu hành, tự nhiên một ngày nọ họ quán chiếu, họ nghe kinh, họ thấm rồi cái họ tu. Nói trời ơi, cái ông này mà đi chùa hả? Không phải đâu, cái người đó đang biến dịch sinh tử. Tại ta thay đổi cái tánh tình kỳ cục, phải không? Mà bây giờ tánh tình không còn kỳ cục nữa, mà kỳ cỏ thôi. Tình chịu khó ta kỳ cỏ cho cái cục nó tan. Biến dịch sanh tử. Vậy thì thưa đại chúng, cái chữ mà muốn nói là vãng sanh, quý vị hiểu cái chữ vãng sanh như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng mỗi ngày mình vãng sanh. Thấy không, mấy hai ngày nay tâm mình có nhẹ ra,
bớt sự lo lắng. Tuy mình chưa thượng phẩm thượng sanh, nhưng có lẽ mình cũng trung phẩm thượng sanh, vân vân. Rồi bây giờ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí rồi đó, tới niệm Thiên. Niệm Thiên là niệm sao? Cái người đó mình cứ nhớ cái cảnh an vui cõi trời, quán chiếu như vậy, cái tự nhiên mình buông xả, cái mình thanh thản. Quý vị thấy ở cái cảnh này nè, chỗ Hương Vân này, nó đâu có gì đặc biệt đó, không? Xung quanh là những cây tùng, một miếng đất rộng, nhưng mà mình ăn cơm rồi, chị em đi thiền hành, nó lo lắng cái gì đó. Nhiều khi mình ở phố chứ mình sanh tâm phân biệt lắm. Ai lái xe đi ngang, xe này hiểu gì, hiểu gì, mắc tiệm nhiêu đời nào, không? Rồi mình gặp người này mặc đồ này đồ kia, tâm mình phân biệt, sanh khởi đủ thứ. Còn vô đây một màu áo lam, mà mấy ngày nay là không son phấn hết. Người nào sức dậy cũng giống một gương mặt. Thành thử ra mình giảm đi những cái đó, sanh đã khỏi trời. Có ba điều kiện để vãng sanh ha. Tâm thường thương xót chúng sanh, không sát hại. Thứ hai là tụng kinh điển đại thừa, hiểu nghĩa lý. Thứ ba là gì? Tu lục niệm, rồi đem tất cả những công đức lành là chúng ta có được, chúng ta hướng về cảnh giới an vui. Pháp Hòa ví dụ như á, ngày hôm qua tối Pháp Hòa đi thăm ông cụ. Thì năm nay ông 91 tuổi rồi. Thì Pháp Hòa thăm, thì trong khi ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa trước khi từ giả, Pháp Hòa nói ông cụ bây giờ á, trải qua 91 năm, coi như đời ông gần 100 năm. Cuộc đời này là đắng, chát, chua, cay, ngọt, bùi, được, mất, dinh, lợi, cái gì ông cũng nếm hết rồi. Thôi bây giờ ông nếm một vị nữa thôi, là vị buông xả an lạc. Và ông không còn để lại cái gì được cho con cái hết, ông chỉ còn để lại cái công đức ông tu thôi. Cho nên bây giờ ông chỉ hướng tâm tới một vị thôi, một việc thôi, đó là niệm Phật. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta hướng tâm đến đó. Pháp Hòa ví dụ như trước khi khóa tu này bắt đầu này, thì quý vị biết là mục đích của quý thầy ở chùa này là muốn tổ chức cái khóa tu này. Cho nên quý thầy chịu cực, thấy không? Làm vườn, rồi đổ xi măng, rồi làm tất cả, chỉ hướng đến một việc là tổ chức khóa tu. Cũng giống như chúng ta vậy, chúng ta làm tất cả mọi công việc chỉ hướng đến một việc đó thôi, là bởi vì chúng ta muốn cái đó cho thành tựu, cho nên những cái này chúng ta phải làm. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho đại chúng biết cái gì gọi là hướng về cực lạc. Nếu quý vị muốn sau khi mình bỏ thân này mình đi về cực lạc, hướng tới đó, thì những cái gì mà cần làm để đi đó, chuẩn bị. Và những cái gì cần buông xả phải xả. Vì mình hướng cái sự lớn để bỏ đi cái việc nhỏ. Cái này gọi là hướng gì biết không? Hồi tiểu hướng đại. Biết bỏ cái nhỏ để hướng về cái lớn. Bị hồi hướng nó có 4 cấp. Mình phải hướng lên cái việc lớn mà bỏ đi cái việc nhỏ. Như Pháp Hòa ví dụ, quý vị mở nhà hàng bán thức ăn, cái anh chàng đánh vô anh ăn xong, anh không trả tiền mà anh bứt tóc anh bỏ vô đó. Anh kêu lại, anh nói dĩa đồ ăn của anh dơ quá. Ý ảnh là gì? Muốn ăn chùa. Nhưng mà mình biết chắc là tiệm của mình không có ai có tóc đỏ, mà cái dĩa này nó có tóc đỏ nè. Nhưng mà dám làm lớn chuyện không? Không. Tại sao? Nếu mình làm lớn ra đó, mất khách. Phải hy sinh một dĩa mì. Chuyện nhỏ, nó muốn ăn cho nó ăn. Thậm chí còn phải nói xin lỗi, thôi anh khỏi trả tiền. Để cho nó làm sao? Nó im lặng nó đi, vì mình muốn giữ cái lượng khách lớn trong tiệm của mình. Cái ví dụ đó để đại chúng thấy cái gì gọi là hồi tiểu hướng đại.
hồi nhân hướng quả. Cái nhân á, cái quả là mình phải thấy rằng nếu mình la làng lên á, là khách nó sẽ để ý cái tiệm này. Cái quả này mình phải nhớ là nhiều khi mình giận lên một chút á, mà cái hệ lụy rất lớn. Quán cái đó gọi là hồi nhân hướng quả. Cho nên thưa đại chúng, là những cái từ ngữ trong Phật giáo chúng ta dùng nó thiết thực chứ không có gì sao rồi. Nói tu xong hồi hướng là hồi hướng về cực lạc Tây Phương, thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng là hồi hướng có mấy cách. Hồi nhân hướng quả là mình thấy cái nhân mình tạo này, cái quả nó sẽ như thế nào nếu chúng ta không cẩn thận. Hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý. Tại sao phải lại Phật ba lại mà chụp hình không dám chụp ba người? Chụp ba người tại sao vậy? Sợ chết. Mà Tây Phương Tam Thánh là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí lại sói tráng, ta cũng đứng ba mà ta có chết đâu. Mình lại tới khi mình chết mà ba ngày cũng đứng đó. Cho nên không hề sợ ba. Phật tử là không bao giờ có cái chuyện sợ chụp hình ba người. Hỏi tại sao mình không nghĩ rằng ba lại là Phật Pháp Tăng, quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho nên khi mình lại Phật lại ba lại, mình lại ông bà tổ tiên lại bốn lại, tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, nội ngoại hai bên. Vậy mà làm gì cũng xảo bốn. Hỏi sao vậy? Dắt gì sánh say. Hỏi gì dắt gì sánh say là gì? Anh Quảng anh mới hiểu dắt gì sánh say, chứ anh Việt anh hiểu gì đâu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 nó liên quan gì tới dắt gì sám say? Mình cứ phát âm mà dắt gì sám say. Rồi hỏi say là gì? Say là sảy. Sảy là tiêu á. Đầu năm mà đi coi bói mà nghe sao kế đô là sợ. Không hay sợ. Kế là đếm, đô là tiền đô. Sao kế đô là nhiều tiền đô để đếm. Hỏi tuổi tôi tuổi Mậu Dần. Hỏi Mậu là gì? Mậu lưới. Chữ Mậu là thịnh mậu. Chữ Mậu là thịnh mậu, dồi dào. Tất cả là do mình suy nghĩ. Tết mà người ta còn dám đem nguyên cái quan tài ta tặng cho mình mà. Trời đất ơi, tại sao chỉ tặng cho tôi cái quan tài ấy? Anh nghe tôi nói nè, quan tài là thăng quan phát tài. Trời ơi, phái quá, rước vô nhà liền. Mà hồi nãy đưa quan tài không dám nhận. Vì giờ thấy hai chữ quan tài, bây giờ tao thêm chữ vô thôi. Thăng quan phát tài. Bây giờ mấy cái gift shop của tàu, anh làm cái quan tài nhỏ nhỏ, có cái nắp luôn, 4 chữ để trên nó: thăng quan phát tài. Cho nên do mình suy nghĩ. Hồi nãy là nói giận lên, ta tặng quan tài là nói giận, là vãng sanh xuống ở dưới giận. Nhưng mà nghe ta chữ thăng quan phát tài khoái quá, cười hề hề. Cái gì? Vãng sanh cõi lạnh. Trong cái thượng phẩm á, trong chín phẩm hoa sen, thượng phẩm là có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Cái thượng phẩm thượng sanh, người đó phải có ba cái thái độ. Thứ nhất là phải chân thành, gọi là thành tâm, tha thiết, phải không? Và có niềm tin kiên cố. Phải có cái tâm tha thiết. Giống như mình tụng kinh vậy đó. Tụng kinh mà tụng tha thiết, tự nhiên lời kinh nó thấm. Đệ tử xin nguyện trở lại, sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm gieo hạt giống tốt, vuông trồng hiểu biết thương yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, vân vân. Thì khi mình tụng những cái lời kinh nó tha thiết,
thì tự nhiên những cái lời kinh nó thấm. Mà khi mình buồn, mình khổ thì những lời kinh nó đi ra, nó giúp cho mình. Trung phẩm, trung sinh. Người này phải khéo giảng đại thừa. Người này phải tin sâu nhân quả, không phỉ báng, và đem cái công đức đó hồi hướng. Thì đại chúng là trong chính phẩm hoa sen, ai muốn về cái nào phải hồi hướng. Thượng từ thượng phẩm xuống cho tới hạ phẩm phải hồi hướng. Cho nên bây giờ quý vị, bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ cái việc làm mà quan trọng nhất trong khóa tu là giảng pháp. Thì quý vị tới hỏi một cái thầy giảng sư, nói thầy, tại sao thầy phải giảng pháp trong cái khóa này? Ồ, tại vì tôi hướng đến các giới tử trong khóa tu xuất gia gieo duyên. Rồi quý vị hỏi một cái người mà gọi là việc làm, gọi là cho là mình tạm gọi là việc làm nhỏ nhất, đi quét rác, rồi đi hốt rác, đi lau bàn. Hỏi tại sao chị phải làm mấy việc này? Nó tại vì tôi muốn giúp cho khóa tu. Như vậy quý vị thấy từ việc nhỏ cho tới việc lớn, ai người ta cũng hướng về cái gì? Hướng về khóa tu. Chúng ta cũng vậy. Việc lớn, việc nhỏ gì chúng ta làm, chúng ta cũng đều hướng về cái chỗ cực lạc thanh tịnh. Nói một cách gần gũi hơn, hướng về cái sự thanh tịnh của nội tâm. Hồi nãy mình ngồi chơi với cái người kia nói nặng mình im lặng, mình không nói gì hết. Cái người bạn kia lại chỉ nói, chị, tại sao hồi nãy chị nhìn nó? Trời, tôi ngồi tôi tức giùm chị. Mô Phật. Mình nói như mà anh hùng lắm. Người ta đương sự, người ta bị nghe mà ta bình an. Còn mình chỉ là người nghe ké mà tức giùm. Như vậy là lẽ người ta bị rị xuống mà ta vãng sanh. Còn mình chỉ là vơ tay sơ sơ thôi, mình bị người ta kéo mình. Cho nên nhiều khi mình khoe những cái mà rất là đặc biệt. Pháp Hòa nhớ trong kinh Phật có nói một câu, nhiều khi mình lấy pháp của thế gian mình làm pháp của mình. Hỏi thế nào là lấy pháp thế gian làm pháp của mình? Trời ơi, chị biết không, hồi nãy tôi gặp nó, tôi chào nó đâu có chào tôi, bữa tôi ghét tôi đâu có chào lại. Mình, người ta không chào mình là cái pháp dở của ta rồi. Rồi mình lấy cái pháp dở của ta mình làm gì? Mình làm pháp của mình luôn. Nó nói tôi một câu, tôi đâu có vừa, tôi nói lại nó đứng luôn, chị thấy không? Mình lấy pháp thế gian, mình làm pháp của mình. Thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, bây giờ ta hạ thượng phẩm hạ sanh. Người này gọi là tin nhân quả, không phỉ báng, phát tâm cầu đạo vô thượng. Bây giờ Pháp Hòa nói điều kiện vãng sanh về thượng phẩm thượng sanh nha. Thượng phẩm thượng sanh có ba bậc: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Người muốn sanh về thượng phẩm thượng sanh thì người đó phải có lòng tin thành thật, phải tha thiết thành tâm, chí thành, thâm tâm, chí thành, có niềm tin kiên cố. Đó là thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm trung sanh là khéo giảng đại thừa, tin sâu nhân quả, không phỉ báng, hồi hướng cực lạc. Mình mà tin sâu nhân quả thì mình sẽ không có tin cái bậy bạ. Thí dụ như bây giờ người ta nói, người ta có thể người ta giải nghiệp cho mình. Mình chỉ cần mình cúng cái gì đó, bao nhiêu tiền đó, thì người ta giải cho mình cái nhân quả. Đó là mình tổng tin nhân quả. Cho nên quý vị mà không lo niệm Phật mà bây giờ cứ lo bút ban hộ niệm, mà nữa tôi chết tới niệm giùm tôi 8 tiếng, cái đó là ăn gian. Bây giờ mình không lo niệm Phật, rồi mai mốt cái ban hộ niệm tới, ta tới niệm mình biết gì? Tâm mình phải tương ưng với những gì ban hộ niệm người ta tụng. Thì
thì mình cái người ta hộ niệm, hộ niệm là người ta phụ, người ta đẩy mình đi. Pháp Hòa ví dụ như vậy nè, ví dụ như bây giờ quý vị thuộc một bài thơ, thì khi Pháp Hòa ngâm bài thơ đó lên, quý vị mới đi theo đó. Công cha như núi Thái Sơn, thì quý vị nhớ câu đó thì quý vị làm sao? Quý vị đáp lại. Còn ví dụ như Pháp Hòa nói công cha như núi cái Thái, cái không ai thuộc cái Thái Lan. Bây giờ mình không thuộc, cho nên mình muốn vãng sanh cực lạc là mình phải thuộc cái đó, trong lòng mình phải có thánh hiệu Phật Di Đà. Thì ban hộ niệm người ta tới, người ta hộ niệm tâm của mình với người ta tương ưng, mình mới đi được. Cũng giống như quý vị không hề thuộc một bài hát mà Pháp Hòa có hát lên, quý vị chỉ ngồi nghe mà tâm quý vị không duyên. Còn nếu mà quý vị thuộc cái bài đó rồi, quý vị chỉ cần nghe cái điệu nhạc ta đánh lên là biết cái bản này bản gì. Cho nên mình phải nhớ là tâm mình phải có cái đó, mình mới đi được. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn nói là mình tin sâu nhân quả, là cái nhân của mình là niệm Phật, học Phật, thì cái quả của mình là mình được vãng sanh, hay là mình đi lên cái cõi lành. Người không có bao giờ nghe kinh thì làm sao, không học thuộc kinh thì làm sao mà tốt được. Bây giờ trung phẩm cũng có ba bậc. Trung phẩm thượng sinh là gì? Người này phải giữ năm giới, hay là bát quan trai giới, hay là thọ cụ túc giới, và người này không có phạm tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch tức là năm cái tội xấu ác á, giết cha, giết mẹ, giết một bậc thánh tăng, làm đập bể tượng Phật, hay là làm thân Phật ra máu, không có phá sự hòa hợp của đoàn thể thiên tăng, không phạm năm cái lỗi này, và người này phải giữ ít nhất là năm giới, hay là thỉnh thoảng đi tu bát quan trai giới, thì nhất định người này vãng sanh về trung phẩm thượng sanh. Vậy thì mấy ngày nay quý vị thọ giới đi xuất gia nè, đúng là trung phẩm thượng sanh chứ gì nữa. Tại sao? Cực kỳ gọi là buông xả lo lắng thì chưa, nhưng mà cực kỳ mà lo lắng thì không, không cũng có chút chút. Ngồi thiền nửa tiếng nhưng mà lo ra 15 phút còn được 15 phút tịnh tâm. Trung phẩm thượng sanh. Hỏi có lạnh không? Cũng không lạnh lắm. Không có cực kỳ lạnh mà cũng không có phải nóng lắm. Ok, lạnh lạnh, mát mát, đủ rung. Trung phẩm trung sinh là gì? Thọ bát quan trai, giữ sa di giới, giữ uy nghi. Uy nghi là sao? Uy nghi tức là cái đi đứng nằm ngồi của mình cho nó nghiêm túc. Ví dụ như mình đắp y rồi thì hai tay mình phải cung thủ. Quý vị biết không, uy nghi của người tu có bốn nè: đi, đứng, ngồi, nằm, phải không? Thì các vị xưa ta nói nè, tọa như chung, tức là ngồi thẳng, ngồi vững như cái chuông; trụ như tùng, đứng là phải đứng thẳng như cây tùng; hành như phụng, đi như con phụng đó đi; mà ngọa như cung, nằm như cái cung, nằm nghiêng co người, không phải co rút như con tôm nha, ngồi nằm cung cong cong lại. Bốn cái: tọa như chung, trụ như tùng, hành như phụng, ngọa như cung. Đi, đứng, ngồi, nằm gì của mình người ta có cái công thức. Quý vị thấy các cô gái mà được chiêu vô trong hoàng cung mà sắp sửa làm việc trong cung, không phải tập đi làm sao, tập cầm khăn làm sao, vân vân. Thì người tu cũng vậy, cái oai nghi của mình phải có. Ngày hôm qua mình thọ giới rồi thì thầy truyền giới mới nói đó, oai nghi đi đứng cần phải nghiêm chỉnh, sắc đẹp tiếng tà không được xem nghe, không phải bậc hiền thì chớ làm bạn, không phải bậc thánh thì chớ tôn thờ. Nam nữ phải phân biệt, tăng tục phải phân minh, giữ mình cho nghiêm chánh,
Thầy A Xà Lê dạy rằng không được chống trái, các bậc thượng trung hạ tọa phải sanh tâm cung kính. Thượng là giống như quý thầy, trung là như là quý bác, hạ là giống như mấy đứa nhỏ. Mình tu rồi là người lớn, người vừa, người nhỏ, mình phải kính hết, chứ không phải nít cho mình coi thường. Tất cả mọi người phải sanh tâm cung kính, cho nên mỗi khi đắp y lên rồi là tay mình phải cung thủ để nghe cái này. Tại sao cái người tu mình lúc nào mình đi mình không có liếc ngó hai bên, giữ mình nghiêm chánh là vậy. Cái đó gọi là uy nghi. Ngay cả các thầy mới đi khất thực, ôm mình bát đi như trưa mình đi vậy đó. Đi khất thực ở bên đường vậy đó mà không có liếc ngó hai bên. Tại vì liếc ngó hai bên là nhiều khi mình còn ngó, chà, nhà này giàu quá chắc có đồ ăn, ở nhà kia nghèo quá thôi chắc có gì đi luôn. Người tu đi khất thực là không liếc ngó hai bên để khỏi tâm phân biệt. Mình chỉ đi thứ lớp, ai cúng dường thì mình đứng lại cho người ta cúng. Mà thậm chí khi người ta đứng trước mặt mình, người ta xá, người ta cúng á, mình dở cái nắp bát cũng không được dở nắp bát theo cái kiểu mình có thể thấy được thức ăn. Pháp Hòa ví dụ như cái bát mình ôm về, mà khi mình dở cái bát là không được dở ngược như vậy. Mình phải dở như vậy, tức là đưa cái nắp bát ngược lại trong người mình. Để chi? Để không thấy cái món ăn mà người ta cúng. Nếu như mình mở ra kiểu như vậy nè, trời ơi, đi xa. Rồi cái bắt đầu cái mình thấy được cái món ăn rồi, cái mình bắt đầu mình ngó tới người cúng, dở mặt ngay. Lần sau cô đó cổ ra cổ cúng mà cổ cúng món khác, bữa nay cũng đi xa. Thật kỹ như vậy. Đi khất thực là cầm bình bát, mà khi mà người ta cúng dường là dở nắp bát, dở cái nắp bát ngược như vậy để không thấy thức ăn. Còn nếu mình dở ra kiểu như vậy là người ta để vô mình thấy. Và khi mà người ta để vô như vậy, mình giữ như vậy, ta để vô rồi mình đẩy cái nắp lại là cúi đầu cảm ơn đi tiếp, chứ không có hỏi cô có xin phong email. Hạ sinh là gì? Trung phẩm hạ sinh là hiếu dưỡng cha mẹ, tu nhân từ theo thế gian, nghe 48 nguyện của Phật Di Đà mà sanh hoan hỷ, người đó ở trong hạ trung phẩm hạ sinh. Như vậy thì bây giờ người, nếu mà người nào mà có lòng thương mến chăm sóc cha mẹ là người đó cũng đã vãng sanh trung phẩm hạ sinh. Rồi người nào mà có tu nhân từ theo thế gian, tu nhân từ theo thế gian là sao? Họ thấy họ đi đi đường mấy cái exit, mấy cái đèn xanh đèn đỏ, họ thấy một cái người nghèo homeless, họ cho tiền đồng hay đồng, họ không biết danh từ bố thí ba la mật, họ không có biết cái từ bố thí, họ không có biết gì là ba la mật hết, nhưng mà theo cái tình thương bình thường thấy người ta khổ mình giúp, mà cũng không có cho vậy đó, đi hút thuốc, đi chích, đi rượu chè vậy đó, đồng bạc của mình, biết mình còn cơ hội mình cho nữa không? Thôi bây giờ mình giúp cho người ta được đồng mình chứ. Cái người đó không hề nói Phật lý, nhưng mà họ có cái vãng sanh ở cái bậc trung phẩm. Còn cái người mà hạ phẩm thượng sanh là sao? Người này tuy có hơi không hiểu biết, nhưng mà không phỉ báng. Không, bằng ví dụ như này, ví dụ như là mình không có hiểu được ý nghĩa lại Phật, nhưng mà mình thấy người ta lại Phật, mình không có phỉ báng, mình không có nói cái tượng đó là xi măng mà lại cái gì, mình không hiểu thì mình không nói. Cũng giống như mình không tụng kinh mà người ta tụng, người ta nói tụng như con vẹt mà tụng làm gì. Rồi mình thấy người ta cúng dường, nói tại sao phải cho mấy người đó, mấy người đó có tay có chân, mình cho họ như vậy đó, rồi họ sanh tâm, họ lười biếng, họ không đi làm. Cái gì mình không hiểu thì mình đừng phỉ báng, tại vì mình không hiểu. Nhưng mà thật sự tất cả những gì người ta làm nó có ý nghĩa.
mình không hiểu thì mình nói như vậy. Cho nên cái mình không hiểu là mình nói là do mình không hiểu thôi. Cho nên cái người mà không hiểu biết mà khởi cái tâm nói bậy là không nên. Không hổ thẹn, người mà không hiểu biết rồi không, tuy không hiểu biết nhưng mà cũng không phỉ báng, rồi ngược lại người này thỉnh thoảng có tạo những cái nghiệp xấu và không khởi tâm hổ thẹn, nhưng mà nhờ trước khi lâm chung nghe được kinh pháp rồi được thiện tri thức khuyên niệm Phật, người này lúc đó phát tâm niệm Phật, người này cũng được vãng sanh, nhưng mà hạ phẩm, hạ thường hạ phẩm thượng sanh. Thỉnh thoảng mình cũng thấy những người đó lãng vãng trong chùa, hạ phẩm thượng sanh. Có nhiều người phạm lỗi ăn cắp, làm những việc xấu, nhưng mà nhờ phút cuối họ được nghe những cái từ lực của Phật, họ được nghe giới định tuệ, họ phát tâm, họ cũng được vãng sanh, như vãng sanh trung phẩm, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm trung sanh. Có nhiều người tạo tội ngũ nghịch, thập ác. Thập ác là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác, nói lời vô ích, có tham, có sân, có si, là thập ác. Mà người mà không tu, không làm thập ác, tức là ngược lại là làm thập thiện. Cho nên Phật tử mình có thọ thập thiện đó. Thưa đại chúng, thọ thập thiện là tu ba điều thân, miệng, ý. Thân thì có ba, miệng có bốn, ý có ba, cộng lại là 10. Người này làm điều đó đáng đọa địa ngục, nhưng mà khi sắp mất được an ủi, được nhắc nhở niệm Phật. Trong đời sống của chúng ta có nhiều khi mình gặp những người đó, nhưng mà thiện căn duyên lành họ đến, họ được nghe sự nhắc nhở, họ phát tâm. Ở trong kinh đó, đưa ra những cái điều kiện người nào được vãng sanh về chính phẩm hoa sen. Vậy thì bây giờ quý vị thấy thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mình thì chắc chắn không ở hạ phẩm rồi đó. Tại vì hạ phẩm là những người mà người ta do người ta không hiểu biết, người ta phỉ báng, hay là người ta ăn cắp, ăn trộm gì đó. Còn mình bây giờ tệ lắm là mình cũng được trung phẩm. Tại vì mình có thọ ngũ giới, mình có thọ bát quan trai, mình có thọ sa di, mình có giữ uy nghi, mình có hiếu dưỡng cha mẹ, mình có đọc 48 lời nguyện của Phật Di Đà, nương theo nguyện lực đó mà phát tâm chút ít. Tức là mình có cái sự tu, tuy mình không thượng phẩm nhưng mình cũng trung phẩm. Mình phải tin như vậy. Và thưa đại chúng, như thế này nè, quý vị nghĩ tu khó không? Có câu chuyện là một cái gia đình đó, gia đình của ông Bàng Long Uẩn. Không biết ở đây quý vị có nghe tên của ông cư sĩ Bàng Long Uẩn không? Quý vị nào mà nghe, mà quý vị đọc cái bài sám mà một lòng mỏi mệt không nài đó, ở trong đó có cái câu là in như thiềm định họ Bàng thuở xưa. Nhớ câu đó không? Họ Bàng tức là cái gia đình họ Bàng, là họ ông Bàng Long Uẩn đó. Thì một hôm á, ông Bàng Long Uẩn mới nói như thế này: khó, mười tạ dầu mè leo cây vuốt. Ông nói là khó, mười tạ dầu mè leo cây vuốt. Ý muốn nói là tu hành khó lắm, chẳng khác nào một cái cây cao mà người ta lấy dầu mè người ta đổ lên đó. Leo cây vốn đã khó rồi, mà bây giờ đổ dầu lên đó mà leo nữa thì sao? Nó trơn lắm, khó leo lắm. Thì ông nói tu cũng vậy, tu nó cũng khó vậy đó. Tu cũng giống như là cái khó, giống như là mình đổ dầu mè lên cái cây mình vuốt vậy.
khó, 10 tạ dầu mè leo cây búa. Mà vợ ông á, tu sâu hơn chút, bà mới nói, dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. Bà mới nói dễ đến đâu có khó gì, dễ đến giống như là tất cả các cái đầu ngọn cỏ đó đều có cái ý của tổ sư. Ý của bà muốn nói rằng á, nếu mình tu mình thâm đạt được rồi á, thì cái sự an lạc này á, chỗ nào cũng có an lạc hết, mà thậm chí nhìn cái ngọn cỏ ngọn cây cũng đều an lạc. Pháp Hòa ví dụ như mình mà cái tâm mình an lạc rồi ha. Hồi sáng này mình ăn bánh cuốn, mình cũng thấy ngon. Mà hôm qua mình ăn một cái dĩa ba thứ bánh. Bánh ít trần, bánh bột lọc, bánh bèo. Rồi sáng nay ăn bánh cuốn, không biết mai ăn bánh gì nữa. Chỉ có cái bánh xe là chưa ăn. Thì mình mà có an lạc á, thì mình ăn cái gì mình cũng ngon. Còn mình mà không có an lạc thì mình ngồi đâu mình cũng không thoải mái. Cho nên bà nói, bài vợ ông là bà con quẩn nói dễ. Đâu? Trăm trên đầu ngọn cỏ ý tổ sư. Nếu mình có an lạc, mình nắm được cái phương pháp tu rồi, cái nào nó cũng an lạc. Bây giờ người con gái nói khác. Chẳng phải dễ, chẳng phải khó, đói ăn mệt ngủ. Nếu mình còn đặt vấn đề dễ với khó thì sao? Cũng còn kẹt hai bên. Bây giờ cái đơn giản nè, lạnh thì trùm, nóng thì quả, phải không? Giống như nãy giờ có nhiều vị mệt cũng nhắm mắt ngủ. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Cái chuyện tu hàng ngày của chúng ta vãng sanh cực lạc ngay chỗ đó. Mới đầu á, mình tu mình khó lắm. Không, mà ví dụ mình mới bắt đầu ăn chay á, trời ơi, ăn cái bụng nó cồn cào, nó khó chịu lắm. Ăn nó không có mặn mòi. Rồi, khó. Thì cái này giống như là 10 tạ dầu mè leo cây vuốt. Khó quá chừng. Nhưng mà bắt đầu mình ăn mà nó thuần, nó quen rồi á, thì giống như bà vợ nói thì sao? Dễ. Trăm đầu ngọn cỏ ý tổ sư. Ăn cái gì cũng được. Theo cái quan niệm nha, cái phần giữa đó, ăn cái gì cũng được. Nấu, người ta nấu rất là ngon. Bánh ít trần là ra bánh ít trần, thấy không? Bánh bột lọc là bánh bột lọc. Mình chỉ cần mình ăn thôi thì mình sẽ thấy được cái hương vị ngon của nó. Rồi đến khi mà mình thuần thục rồi thì bây giờ chẳng cầu kỳ nữa. Mới đầu còn cầu kỳ à. Bánh hỏi là phải ăn với lá lớp, heo quay, tức là mình đặt ra cái tên món để chi? Chẳng qua là những người ta ăn chay chưa có thuần, mình tạo cho người ta một phương tiện để người ta thuần trong vấn đề ăn chay. Nhưng mà khi mà quý vị thuần thục ăn chay rồi thì quý vị sẽ đi đến cái dạng thứ ba của cô gái, của hai vợ chồng ông bà Long Quẩn là gì? Chẳng phải dễ, chẳng phải khó, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nghĩa là chẳng ngon cũng chẳng dở, cái quan trọng mình ăn no bụng để mình tu. Vậy thì mới đầu á, mình còn nghĩ cực lạc ở đâu xa, mình cố công mình đi tới. Nhưng mình khi mình tới rồi thì sao? Cực lạc nó ngay trước mắt mình. Ở bên Trung Hoa ngày xưa có một nhà thơ rất nổi tiếng, đó là ông Tô Đông Pha. Ông nghe người ta đồn á, là cái sóng ở ngoài cái sông Triết á, nó rất là đẹp, nó rất là hùng. Còn cái sương mù mà nó tỏa ở trên cái núi Lô á, rất là thơ mộng.
đời người mà không bao chưa một đời người mà chưa hề thấy được cái sương mù tỏa trên núi Lô, không thấy được cái sóng hùng dũng của sông Triết, thì coi như là uổng một đời người. Cho nên ông nhất định ông phải đi cho đến cho được cái chỗ đó. Thì khi mà ông đến được chỗ đó rồi thì ông làm bài thơ. Phó Hòa không đọc tiếng âm Hán, Phó Hòa đọc cái bài tiếng Việt dịch để cho đại chúng nghe bài thơ của ông. Mù tỏa Lô Sơn, sóng Triết Giang, ai chưa đến đó hận vô vàng. Đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa Lô Sơn, sóng Triết Giang. Tại vì mình nghe người ta kể nói là sương mù ở núi Lô, sóng ở Triết Giang, ai chưa đến đó hận vô vàng, mà đến rồi thì cũng gì đâu, cũng là sóng, cũng là sương mù. Cho nên mù tỏa Lô Sơn, sóng Triết Giang, ai chưa đến đó hận vô vàng. Ông cũng đi với người ta phải không? Đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là mù tỏa Lô Sơn, sóng Triết Giang. Khi mình chưa tu, mình còn thấy có, thấy không. Nhưng mà khi mình hiểu được đạo lý rồi, không có nó chỉ là bình thường. Tại vì sao? Có rồi mất, phải không? Mà cái mất nó có mất hẳn không? Không, mất rồi nó có. Pháp Hòa ví dụ, mình ăn vô trong bụng, thấy nó hết ở trên bàn, nhưng mà nó có đâu? Có trong bụng. Rồi có trong bụng nó có mãi không? 2 tiếng sau cái nó không. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói đó, không có gì gọi là tăng giảm, gọi là bất tăng bất giảm. Nó giảm chỗ này mà nó tăng ở đây, là 2 tiếng sau cái nó giảm trong này, nó tăng ngoài cống. Rồi cái nó đi ra ngoài cái chỗ cống chính của chính phủ á, rồi chính phủ nó đổ ra bao nhiêu cái, lúc mà nó vô trong cái bồn đó rồi cái mình nó dơ. Nếu dơ thì nó đi ra ngoài cái cống chính chính phủ lọc bao nhiêu trận đưa lại vô nước trong city, cái mình mở ra cái mình kêu sạch. Mà thiệt sự nó sạch từ cái gì? Từ cái dơ đó đó. Cho nên Bát Nhã dạy cho mình là bất cấu, bất tịnh, phải không? Tại vì quý vị thấy là cái gì mình theo cái quan niệm của mình như vậy gọi là dơ. Nhưng mà thiệt sự cái dơ đó cũng từ cái sạch. Cho nên bắt mình hiểu như vậy rồi, cái bây giờ mình không có dính mắc gì nữa hết. Cho nên có một vị mới nói chớ rờ cái có, chớ mó cái không, tháng ngày thông dong cùng không với có. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si, có không không có vậy mới chì. Tại vì sao? Tại vì nếu mà người ta tới, người ta mặn nồng với mình, thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Lúc đó là người ta tỏ tình với mình, phải không? Đã. Nhưng mà nếu mà mình lúc này mình phải thể hiện cho rõ mình cũng có tình cảm chứ, phải không? Thì mình tình cảm bằng cách nào? Thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho quý vị thấy á, cái sự vãng sanh của chúng ta qua cái câu chuyện mà gia đình ông Bàn Long Quẩn. Khi mình mới bắt đầu vào tu, đây nè, đây bây giờ mình ngồi đây 100 người là 100 tánh á, cho nên mình kêu là bá gia bá tánh. Bá gia là trăm nhà, bá tánh là trăm cái kiểu nghĩ suy và cách sống. Cho nên mình có cái từ gọi là bá gia bá tánh.
Nhưng mà nếu chúng ta vô trong này, chúng ta sống và chúng ta phải chấp nhận một điều rằng mình còn đụng chạm với con người là phải còn có sự nhẫn nhục, đúng không? Trường hợp này gọi là gì? Sanh nhẫn. Sanh nhẫn là gì? Đã sống trong cõi đời này giữa con người và con người là chúng ta phải nhẫn. Nhẫn giữa con người với con người gọi là sanh nhẫn. Rồi bây giờ tới pháp nhẫn nè. Quý vị ở cái thành phố Vancouver, nói chung là quý vị ở Washington State, mà cái xứ này là thường hay bị mưa và trời nó ui ui nó lạnh. Mà đặc biệt bây giờ là tháng 9 rồi, trời nó mùa thu. Nếu như mình chấp nhận ở cái xứ này thì phải chấp nhận mưa. Mình không, mình mà chấp nhận được mưa thì gọi là pháp nhẫn. Còn Pháp Hòa ở Canada là xứ tuyết, là buộc lòng tháng 11 cho tới tháng 4 là phải có tuyết 6 tháng. Nếu 6 tháng đó mà bực bội, mà buồn rầu, mà sầu khổ, không chịu chấp nhận tuyết là mình không có pháp nhẫn. Vì sanh ở, sống với con người là phải có sanh nhẫn. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, có nóng, có lạnh, có mưa, có gió thì gọi là pháp nhẫn. Mà bây giờ mình thấu đáo rồi, hãy đụng gặp người thì phải có nhẫn, mà hoàn cảnh thì phải nhẫn. Ở trong phòng Pháp Hòa, trong đây nè, bên này là thầy Pháp Ân, thầy trụ trì mới bắt cái ghế bố cho Pháp Hòa. Hai thầy cách nhau chừng khoảng 2 gang tay. Rồi mấy vị vô nói: cha sao hai thầy chật dữ vậy? Pháp Hòa chỉ cái ghế bố và nói: nhân quả. Ở bên chùa Pháp Hòa đó, Phật tử mà tới đông đó thì cũng có một số phải nằm ghế bố. Thì mình cho người ta nằm ghế bố thì giờ mình bị nằm ghế bố lại. Đó là mình, đó là một cách. Cái thứ hai, mình biết rằng mình đến đây chỗ chật thì mình phải chấp nhận, miễn có cái chỗ ngã lưng là được. Rồi quý vị thấy cái hoàn cảnh ở đây đâu có khác hơn gì nữa, đâu có thể nào làm khác hơn. Làm được cái trại phía sau này, trải cho quý vị cái ghế bố rồi mở hít cho mình nằm, ngã lưng dài tiếng, không? Cuộc đời mình chưa bao giờ rung từ tối tới sáng. Mà nếu mà mình được rung từ sáng tối tới sáng về hạnh phúc quá rồi, muốn gì nữa, phải không? Có ai rung như mình không? Cái này gọi là rung tự nhiên, không cần phải giả bộ. Đó. Khi mình có thể ứng thuận được với tất cả hoàn cảnh và con người, mà bây giờ mình không có cần phải khởi một cái tâm gì nữa hết. Tôi mới vừa sắc củ cà rốt à. Mà cái chính chỉ ngọ biểu tôi sắc kiểu này nè, tôi sắc đâu được có 3 lát. Bà kia nói: bà làm gì vậy? Tại sao bà không sắc kiểu này? Bà sắc kiểu này nè. Có một củ cà rốt mà 2 ý. Rồi cái chị thứ ba kia nói: tại sao sắc kiểu này? Tôi biểu sắc cái mấy cái củ nhỏ nhỏ kia. Bà ý: nếu mà mình rút cái dao xuống thì mấy má muốn gì? Cái đó bắt đầu, cái đó gọi là, cái đó là quên, mình quên cái hồi tiểu hướng đại rồi. Nhịn cái nhỏ đi, để cho cái chùa nó yên, là chuyện lớn. Nhịn cái nhỏ để cho cái nhà mình nó yên. Bây giờ mình mà ghê với bả, mấy đứa nhỏ nó học bài không được. Mấy đứa nhỏ nó đang học bài, nó đang mùa thi. Hai vợ chồng có gì nhịn nhau chút. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Nhịn chút đi, việc lớn là mấy đứa nhỏ nó thi. Thấy không? Hồi sự hướng lý. Cái lý mình để sống là gì? Làm sao có sự hòa thuận để sống. Còn cái sự là đụng chạm gây gỗ này là chuyện xảy ra hàng ngày. Hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả. Cái nhân mình gây một chút đi nè, cái quả nó hệ lụy là mấy đứa nhỏ đó, nó bực bội, nó bỏ nhà, nó đi, rồi mai nó thi sao đây? Cho nên cái chuyện hồi hướng là chuyện có thật, chuyện cần làm, chứ không có phải chuyện sao vời. Hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Xoay lại mình, tại sao bả la? Mình cũng có chút lỗi.
đi làm về trước mà không chịu rửa chén. Thấy không? Mình dỡ nồi cơm ra, mình ăn hết cơm mà không giật dây điện. Dỡ nồi cơm ăn hết rồi mà dây điện vẫn để, thì nó cháy cái nồi là phải rồi. Dỡ cơm, biết hết cơm mà không chịu nấu, để bà về bà phải vừa rửa chén, vừa làm thức ăn mà phải vo gạo. Rồi bà tụng, cứ nói sao bà tụng hoài vậy? Tại vì mình quên cái chuyện gọi là hồi sự hướng liếng, hồi tự hướng tha. Mình tự mình phải biết, mình không thích cái này thì người khác cũng không thích. Thế thì tại sao chúng ta làm? Thưa đại chúng, chỉ cần trong một ngôi nhà mà vợ chồng con cái sống mà biết ứng dụng bốn cách hồi hướng này thì nhất định gia đình đó là tịnh độ. Dù không là thượng phẩm thượng sanh, nhưng ít nhất cũng là trung phẩm thượng sanh, chứ làm sao thấp hơn được. Đang hồi tự hướng tha, cái gì mình không muốn không làm cho người khác, cái gì mình thích mình sẽ làm cho người. Ví dụ như tôi thích nói lời đàng hoàng thì mình phải đàng hoàng với người ta, phải không? Cái điều chuyện nó đương nhiên mà. Cho nên hồi hướng là một chuyện có thật. Chữ hồi là quay lại, chữ hướng là đưa về người, xoay về mình để hướng về. Quý vị nhớ bốn cái hồi hướng không? Hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại. Rất là thiết thực. Cho nên tại sao trong nhà Phật tụng làm cái gì rồi cũng hồi hướng? Ăn cơm xong cũng hồi hướng, nghe pháp rồi cũng hồi hướng, tụng kinh xong cũng hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trong chúng sanh có mình, trong Phật quả có mình. Cho nên ư thập phương giới tọa đạo tràng là chuyện có thể làm được, cùng với mười phương chư Phật chung một đạo tràng. Bây giờ nè, ngày hôm nay ngồi đây hàng trăm vị, nhưng mà rõ ràng quý vị có phải ở mười phương quy về không? Có người Seattle, có người Renton, có người ở đâu vòng đây nè. Nhưng mà mình bây giờ ư thập phương giới tọa đạo tràng, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, tức là cái hư không này có thể tiêu được, nhưng mà tâm bồ đề chúng ta không lay chuyển, gọi là thước ca ra tâm vô động chuyển. Thước ca ra tâm có nghĩa là tâm bồ đề, tâm kiên cố, tâm Phật pháp. Còn hư không có thể thay đổi đó, thấy không? Sáng nắng chiều mưa lạnh gì, mấy cái chuyện này là thường. Vì gió mưa là chuyện của trời, ngồi yên nghe pháp là của người ham tu. Ở thì bây giờ thưa đại chúng là nhẫn có ba cách nhẫn. Nhẫn với con người gọi là sanh nhẫn. Nhẫn với hoàn cảnh nắng mưa gió lạnh gọi là pháp nhẫn. Vì mình hiểu rõ cuộc đời có người có ta, phải không? Khi mình hiểu rồi á là không trách ai nữa. Hồi xưa mình nói mình trách. Mình trách gì? Mình trách ông trời. Mình trách ông trời, bây giờ hiểu rồi không trách trời nữa. Mà tự mình nói với mình, có người mà cũng có ta. Tu là cõi phúc, tình là giấy hoa. Cái câu này mình hiểu sâu nè. Nhưng sở dĩ nó có sự gây gỗ là tại vì mình nói lúc nào cũng đổ lỗi cho người, nhưng mình quên cũng có mình hợp tác, cho nên chuyện nó mới có chuyện. Bây giờ hồi xưa mình nói người không, bây giờ mình nói có mình. Có người mà cũng có ta. Chỉ cần mình nhịn một chút gọi là tu là cội phúc, mà hễ mà gây gỗ là dây oai. Bây giờ mình hiểu rồi, có người mà cũng có ta, không còn trách nữa. Hồi xưa mình cứ cái gì mình cũng phó thác, tại người này, tại người kia. Tôi có làm gì đâu, tôi đang ngồi cái nó tới nó kiếm chuyện nó chửi tôi. Mà mình quên từ tháng rồi mình nói xấu nó. Nó chưa có gì. Mà quý vị nhớ là tam sao là thất bổn. Một ba lần sao chép là cái bổn gốc nó đã sai. Người ta mình nói cái câu đó, người ta đồn lại, người ta không đúng vậy đâu. Tại vì thế nào nó cũng hay. Rồi cái người thứ ba nghe nó thêm, thì tới hồi thứ hai cái người kia là câu chuyện nó đâu quá lớn. Người ta vô, người ta nói trời, nãy tôi đi chợ về,
tôi thấy cái chiếc xe đạp á, nó đụng con vịt chết. Từ đầu sớm vô tới giữa sớm là một chiếc xe Honda đụng 10 con vịt. Rồi vô tới cuối sớm là một chiếc xe nhà binh đụng một bầy vịt, cho nên mới kêu tinh vịt. Cái tinh đó nó không có gì đó thiệt hết. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là ở trong cái vấn đề tu á, ngày hôm qua Pháp Hòa thưa là đạo Phật không phải là tôn giáo. Bởi vì tôn giáo là mình thờ, cúng bái lại, van xin. Còn đạo Phật là chỉ cho chúng ta cách sống ngay trong cái chỗ này nè, ngay trong cái hoàn cảnh của chúng ta đây, mà chúng ta sống nhẹ nhàng. Trước khi dứt, Pháp Hòa ví dụ cái này là đại chúng thấy. Ví dụ bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, gia đình mình bây giờ lương bổng cũng nhiêu à, thì bây giờ mỗi người tự bớt nha. Ông á, bớt hút thuốc từng gói thôi, thay vì mỗi ngày một ngày một gói. Chị á, một tháng 4 lần làm nail, giảm xuống một chút. Không, mà ví dụ vậy đó, mình đi ăn nhà hàng nhiều, bây giờ mình giảm, thì khi mình giảm cái này chút, giảm kia chút, cũng nhiêu lương, nhưng mà gia đình cũng đủ sống. Còn khi nào mình đầy đủ, mình xài đầy đủ, cái quan trọng là chúng ta biết giảm. Ở đây tu không cần hết. Đừng có nói là tôi giờ hết tham rồi, tôi hết sân rồi, tôi hết si. Chưa, giảm thôi là mô Phật rồi. Chỉ cần mình giảm thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ hồi đó đó, mình bây giờ mình gây, mình mỗi lần hai vợ chồng gây một tuần lễ 7 bữa. Bây giờ tu rồi giảm xuống còn có 5 ngày. 2 ngày không gây đỡ không? Rồi cái từ từ giảm xuống còn có 3 ngày. Chỉ cần mình giảm thôi là tự nhiên cái không khí mình nó khác rồi. Quý vị bệnh, bệnh chưa hết mà thấy bớt bệnh mừng không? Mừng. Uống thuốc này bớt bệnh đó, chỉ mình lấy cái tâm trạng bệnh của mình rồi mình sẽ thấy sự tu hành. Hôm nào mình bệnh mà mình uống thuốc hoài không hết, mình cầu lắm, không biết sao mà tôi uống hết bệnh. Nhưng mà uống đúng cái thuốc đó, tự nhiên nó giảm bệnh cái mình mừng đó. Nhiều đó thôi là mình thấy sự tu của chúng ta như vậy. Nếu mà cái những cái tật của chúng ta mà có giảm thôi là chúng ta mừng. Cho nên trong một cái bài sám nó có câu là bao tội ác từ nay chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê đó. Pháp Hòa sửa câu đó một chút, bao tật xấu từ nay chừa bỏ. Thôi tội ác thì mình chưa có làm gì gọi là tội ác, nhưng mà cái tật của mình là nhiều lắm. Quý vị có tin là mình nhiều tật không? Ăn ngon, ăn dở, thấy nghe ngửi ném nói cả ngày, bước vô chùa sao gì hôi quá, sao này xấu gì sao, tức là cả ngày mắt tai mũi miệng mình cứ thấy nói nghe nói ngửi nói ném nói đụng nói, cái gì mình cũng nói vậy. Cho nên rồi mình không được nói là tối ngủ mình mới bị mình nói nhiều, ổng không nói được. Ông ngủ ông mới nói trời ơi sao bà ngủ, bà cứ ông ngủ ông cứ mới hoài vậy, ông làm tôi ngủ không được. Ông nói ban ngày tôi có được nói đâu. Ban đêm ông ngủ ông mới. Bà nhớ không lên ông chồng, ông ngủ ông mới ung thùng làm tôi ngủ không được. Ông nói tại ban ngày tôi đâu được nói. Rồi thì bây giờ quý vị thấy là ba cái nhẫn nha, sanh nhẫn, pháp nhẫn. Bây giờ tập mình bình thường, mọi việc bây giờ nó bình thường, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Không cần phải khởi tâm muốn nhẫn, muốn làm gì hết, tại vì chuyện thường. Thí dụ như bây giờ đang nắng, đang mưa về, cái lát nữa nắng, chuyện thường thôi. Thì mây tan, mưa xuống rồi là hết mây mù, hết mây đen, thì trời nắng trở lại thôi, bình thường. Rồi nắng xong rồi, có thể tuần lễ sau mưa trở lại, giờ mình không còn việc gì. Đó, không dễ cũng không khó, đói ăn mệt ngủ. Còn mới đầu mình vô chùa thì nó khó lắm, phải không? Dầu mè mà đổ lên cây mà
ruốt thì khó. Rồi tới khi mình khá khá chút nữa rồi thì sao? Dễ. Trên đầu ngọn cỏ ý tổ sư. Bây giờ mình thấy chỗ nào cũng là chuyện tu của mình hết. Rồi đến khi nào mình thuần thục thì mình thấy rằng không có dễ, không cần đặt vấn đề khó dễ nữa. Mà đụng chuyện gì chúng ta ứng thuận theo cái đó. Cũng như thế, mình đã biết tịnh độ ra sao rồi thì bây giờ mình không khởi tâm. Mình chỉ cần khởi tâm là lúc nào tâm mình thấy rằng tịnh độ có mặt. Vì khi trong tâm mình có sự bình an. Hồi sáng mình ăn, thí dụ như người ta cho mình ăn bánh ướt, bánh cuốn gì đó. Trời ơi, sáng lạnh muốn chết mà không cho ăn cháo. Nhưng mà khi mà người ta chuẩn bị cái vụ này, ta không biết trời lạnh đâu. Ta lên menu rồi. Rồi giờ ta đổ ra bánh cuốn rồi, giờ chị không ăn chị đói à. Nhưng mà giờ mình, khi mình ấm rồi, mình no bụng rồi thì cũng bớt cái lạnh. Mình nhìn mình thấy khôn queo về sao ăn, nhưng mà không có sao hết. Mình ăn vô rồi cái ấm thì nó, cái no nó cũng làm cho mình bớt lạnh. Thí dụ như vậy. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều cái mình tu á, mình chưa có thấu thì tự nhiên mình thấy nó rất là khó. Nhưng mình hiểu được cái đạo lý sống tu rồi thì mình thấy nó đơn giản, nó gần gũi trong cuộc sống của mình. Đạo Phật là chỉ cho chúng ta cách sống làm sao ngay trong cái thế gian này mà chúng ta có được sự an lạc. Thì sáng hôm nay Pháp Hòa có được một buổi nữa để sinh hoạt với đại chúng. Có nhiều vị thắc mắc tụng trong cái bài hồi hướng đó, có cái bài gọi là Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Mụ Mẫu. Thế thì Cửu Phẩm Liên Hoa là gì? Thì Cửu Phẩm là ba bậc: Thượng, Trung, Hạ. Rồi trong thượng trung hạ cũng có là sao? Cửu phẩm thượng sanh, trung sanh, hạ sanh. Trung phẩm thì cũng có trung phẩm, thượng sanh, trung phẩm, trung sanh, trung phẩm, hạ sanh. Hạ phẩm thì cũng có hạ phẩm, thượng sanh, hạ phẩm, trung sanh, hạ phẩm, hạ sanh. Cộng chung lại là chín phẩm. Và thưa đại chúng, chín phẩm này cũng để muốn nói lên cái từng bậc tu chứng của chúng ta. Hay nói một cách khác là tùy theo cái nhận định, tùy theo cái tạo nghiệp của chúng ta mà chúng ta có được những sự an lạc. Ví dụ, một vị đã buông xả hết tất cả, không còn lo lắng gì hết, ở đây gọi là thượng phẩm. Còn nếu mình cũng lo chút chút, lâu lâu gọi phone về nhà, mọi việc có ok không? Trung phẩm. Còn người nào mà ở đây ngồi thiền tụng kinh ăn uống lúc nào cũng lo ra nghĩ ngợi hết thì gọi là hạ phẩm. Mặc dù cũng ở trong cực lạc, tức là được vãng sanh về cực lạc rồi, nhưng mà sự lo lắng vẫn còn. Cũng giống như trong kinh đó, là người đó ở trong hoa sen bút chưa có nở rồi đó. Khi nào mình nở ra thì gọi là hoa khai kiếm Phật. Còn mình bây giờ là hoa, người này ở trong hoa sen chờ ngày nở hoa. Mình cũng vậy. Cái người nào mới xuất gia vô chùa tu, tập khí còn, cái gì cũng còn, mới xuất gia nữa. Nhưng mà ở riết lâu ngày, từ từ tập khí nó mới giảm dần. Thì cũng giống như là hạ phẩm, hoa sen còn bút. Rồi môi trường xung quanh nè, mỗi ngày được nghe thầy nhắc nhở, được tụng kinh, được làm những công việc trong chúng, đại chúng nâng đỡ cho tu, từ từ ngày này giỏi lên. Cho nên mình thấy ai dở thì đừng có chê. Mình phải tạo cái môi trường tịnh độ để giúp cho người đó từ hoa sen hạ mà lên tới hoa sen thượng. Xin có vài lời chia sẻ với đại chúng và kể câu chuyện cuối cùng đó để cho đại chúng thấy rằng nó có ba cái cách tu từng bậc. Mới đầu cũng khó, rồi bắt đầu mình dễ, rồi giờ tâm mình bình an trước mọi vấn đề, không dễ cũng không khó. Bây giờ mình ăn bữa nào biết bữa đó, nhẹ nhàng vô cùng. Trời lạnh thì mình mặc áo, trời nóng thì mình quạt, phải không? Nắng thì mình che, mưa thì mình có mưa. Nói chung là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có một cái gì đó để chúng ta bảo hộ cho mình. Thì cũng như vậy, chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm nào cũng được, miễn làm sao giúp cho tâm mình được qua được cái cơn
phiền lụy trong khi mà nó đến với mình. Được như vậy gọi là vãng sanh. Tức là mình không để cho mình sanh vào cái cõi khổ, cái giây phút đau khổ mà mình tìm cách mình đi lên, thì cái đó gọi là hóa sanh. Người sanh trong hoa sen là hóa sanh, không do thai, không do trứng, phải không? Mà chúng ta từ ở hoa sen biến hóa, từ ở một cái chỗ bùn mà chúng ta đi lên cái chỗ thanh cao, như là hoa sen trong bùn và vượt bùn lại. Bây giờ nói một cái câu cho nó gọn á, hai cái chữ vọng tưởng chấp trước, đó là nguồn gốc của mọi chướng ngại tu hành. Vọng tưởng là gì? Là những cái nhận biết sai lầm của mình. Chữ vọng là không có thật, thấy không? Những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái nhận biết sai lầm của mình gọi là vọng tưởng. Mà một khi mà vọng tưởng mà nó sanh á, thì cái nó cản trở cho cái gì? Nó cản trở trí tuệ của mình, nó cản trở trí thức của mình. Mà vọng tưởng mà sanh thì cái gì nó khởi? Vọng tưởng mà sanh thì tất cả những cái mà chúng ta gọi là sở tri chướng. Sở tri là gì? Cái biết của mình nó, cái chướng ngại, cái hiểu biết của mình gọi là sở tri chướng. Còn nếu mà mình chấp trước là gì? Là dính mắc. Mà hễ mà chấp trước nhiều chừng nào á, thì nó trở ngại cho cái gì? Mình chấp trước thì nó trở ngại cho cái, nó trở ngại cái sự thành tựu của mình. Bởi vì mình không có thông. Mà hễ mình chấp trước là cái gì nó sanh? Tham, sân, si, mạn, nghi nó khởi và nó chướng. Ở đây có, ở đây quý vị tụng kinh ngày nào, buổi kinh nào quý vị cũng nguyện tiêu gì? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà tiêu chưa? Mà mình có biết tam chướng là gì không? Mình có biết nghiệp chướng không? Biết cái chữ nghiệp chướng không? Hôm nay mình nói cái chữ đó. Ở trong 10 hạnh của Đức Phổ Hiền á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Giờ mình nói một câu đó thôi. Bữa nay mình đi chùa Phổ Hiền mà, phải không? Mà thay vì mình học hết 10 hạnh Phổ Hiền, bữa nay mình lấy một hạnh, một nguyện của ngài Phổ Hiền thôi. Đức Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 cái nguyện, mà trong đó cái nguyện thứ tư của ngài là con xin luôn luôn sám hối nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng là cái gì mà phải sám hối? Mà nghiệp chướng từ đâu nó sanh? Nghiệp chướng từ cái cội gốc, mà cái câu hồi nãy Phật nói đó. Mình cứ luôn luôn mình lấy cái vọng tưởng chấp trước của mình để làm thành cái nghiệp chướng của mình. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì mà chúng ta tạo tác? Tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái thân của mình, từ cái khẩu của mình, từ cái ý của mình. Mà hễ thân mà vọng tưởng thì có nói đúng không? Thân mà chấp trước thì nói sai, nói quấy, mà cái đó nó trở thành ra nghiệp chướng. Nghiệp là những gì chúng ta tạo. Nghiệp là những gì chúng ta tạo tác. Mà tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái miệng, từ cái thân, từ cái ý của mình. Và chính ba cái nghiệp này nè, nó trở thành ra chướng ngại mình, cho nên gọi là nghiệp chướng. Mà trong ba cái nghiệp chướng mà mình tụng mỗi ngày đó, ba cái nghiệp chướng này là gì? Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Pháp Hòa ví dụ, do mình chấp. Chấp là gì? Là dính mắc, là không có thông. Mà khi mà người mà không thông á, thì phải nói, bực là phải nói. Pháp Hòa ví dụ ha, mình bước vô chùa, mình thấy để Đức Quan Âm dưới vậy đó. Trời ơi, Phật mà thờ về tội chết. Mà khi mình chấp rồi á,
mình bắt là Phật phải thờ trên cao. Mà giờ chùa người ta chưa có tiền, người ta làm chỗ cao thờ đâu, mà để lên mấy cái bàn gỗ nó sập cho chết. Mình vô mình cứ nghĩ là thờ Phật phải thờ trên cao, thờ vậy để vậy tội. Ví dụ vậy đó. Mà khi mà cái đó mà nó mình thấy mình dính mắt, mình bắt là Phật phải ngồi trên cao rồi á, hay là mình nói thờ Phật mà không cúng nước, cúng trái cây không, thấy không? Bằng Phật là phải có đủ nhang, đèn, nước, trái cây, bông, năm thứ đủ trên bàn thờ mới kêu là cái bàn thờ. Mình nhó quanh quất, mình thiếu ba chung nước, bắt đầu đi tới đi. Hễ cái chấp rồi thì cái gì nó sanh? Cái miệng nó phải nói. Mà nói người chưa đủ đâu, ngoắc lại. Chị thấy không? Cái gì thiếu? Tôi đố chị đó. Chị mà nói được tôi khen chị hay. Rồi người ta không biết, nó trời ơi đi chùa hoài không biết gì trơn ha. Nó nước thiếu thấy không? Phật thiếu nước. Rồi thì cứ nhiều chuyện đó thôi mà nó chướng mình. Rồi cái bắt đầu khi mà nó chướng mình rồi thì cái gì? Phiền não, thấy cái trật là mình sanh. Sanh cái gì? Sanh cái bực. Mà sanh bực thì phiền não nó chướng. Rồi cái phiền não chướng rồi cái gì nó sanh? Nghiệp. Nghiệp khẩu nó nói. Nói tới, nói lui, nói người này, nói người nọ. Nó riết nó thành ra gì? Báo chướng là cái quả báo nó tới với mình. Cuối cùng mình trở thành ra một cục chấp. Đi tới đâu cũng chấp hết, thấy cái gì cũng chấp hết. Mình đi vô bằng linh, mình thấy để cúng cơm cho linh, mà sao để có hai chén cơm mà còn đâu một chén nữa. Cúng cơm phải cúng ba chén, cúng hai chén ai ăn. Mà xin lỗi, nếu mà ba chén có đủ không? Nếu mà nói thiếu cũng thiếu như thường. Cả trăm linh mà thờ cúng có ba chén cơm cũng không đủ đâu hết trơn. Cho nên á, Đức Phật nói á, tất cả chúng ta đều có cái tâm thanh tịnh hết á. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thanh tịnh là tại vì chúng ta có hai cái. Một là gì? Vọng tưởng. Hai là chấp trước. Thấy không? Đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Tối ngày cứ lấy vọng tưởng chấp trước làm cái chỗ tu của mình, làm cái chỗ nương náu của mình. Cho nên tại sao tu hoài mà tu không tiến? Nói sao tu hoài mà tu phiền não hoài? Bởi phiền não đâu ai cho, mình tự mình chấp mình có phiền não thôi. Ví dụ hôm nay mới mùng 1 mà làm lễ vía Quan Âm, mà cái người mà chấp là không đi à? Vía đâu bữa nay á? Vía Quan Âm 19 nha, ai mà cũng mùng 1. Cái thế là nó chướng là gì? Nó trở ngại. Lẽ ra mùng 1 hay 19 có sao đâu. Mà mình cứ bây giờ một cái xứ, một cái quốc độ này á, ngày nào nó thuận thì người ta làm. Phải không? Thì bây giờ nếu mà chùa hôm nay mình thuận mình làm rồi, thì tuần sau chùa khác làm cái mình lại được cơ hội mình đi. Chứ nếu ai cũng dồn làm đúng cái ngày đó rồi mình biết đi đâu. Ví dụ vậy, cho nên tại sao mình không nghĩ thoáng? À, chùa này làm bữa nay, chùa má kia làm, cái là mình không có trở ngại gì hết, chỗ nào mình cũng đi được. Chính cái chấp đó cái nó trở ngại mình không đi chùa được. Cái chướng là gì? Chướng là cái trở ngại. Mà hễ mình chấp cái là mình trở ngại liền. Như vậy thì thưa đại chúng, cái chữ nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó, không phải đợi Phật dẹp cái đó cho mình, mà Phật chỉ nhắc mình tất cả chúng sanh có đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nhưng mà sở dĩ mình còn chưa có được thanh tịnh là bởi vì mình cứ lấy phiền vọng tưởng chấp trước, cho nên mình không thể chứng đắc được cái chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như mình ăn chay, ăn quen rồi, mình ăn rau luộc, đậu hũ chiên, chấm nước tương ngon lành. Cái người người ta chưa ăn quen, cái thì cái người khéo hơn muốn thành tựu cho người ăn chay cho nó dễ, người ta làm tôm kho, cá kho, cái mình đó mình chề một cái. Ăn chay mà nói bậy. Ăn chay mà nói đồ mặn. Cái đó là mình chấp. Tại sao mình nghĩ thoáng hơn chút đi? À, nấu khéo như vậy cho cái người mới bắt đầu người ta ăn, ta ăn cho nó dễ ăn, mà khi người ta quen rồi người ta cũng giống mình thôi. Cho nên thưa đại chúng,
Muốn thành tựu cho chúng sanh thì phải có phương tiện. Nếu mà không có phương tiện thì làm sao mà mình thành tựu được? Pháp Hòa ví dụ như quý vị muốn làm bánh thì phải có bột, không có bột sao làm bánh? Muốn nấu cơm thì phải có gạo. Rồi nói tại sao phải gạo, khỏi cần lấy cát nấu, thấy không? Thành thử ra muốn nấu cơm là phải có gạo, muốn làm bánh phải có bột. Mà bột hay là gạo là phương tiện để thành tựu được món bánh. Chúng sanh mình cũng vậy, những người sơ cơ mới bước vào cái con đường tâm linh bày ra những phương tiện. Thưa đại chúng, mấy cái cúng này là cúng phương tiện đó. 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là phương tiện. Phương tiện tạo ra những ngày lễ để làm chi? Nếu mà hôm nay mà không tạo cái lễ Quan Âm này là giờ này ở nhà, không, mình ở nhà mình đi chơi, mình ngủ hay là mình rủ bạn mình đi điểm sắm. Nhưng mà nhờ hôm nay chùa tổ chức, hôm nay là sẵn mùng 1 nè, phải không? Rồi sẵn có một có thầy đến pháp thoại, thôi tổ chức luôn, cái nhờ bao nhiêu cái sự kiện như vậy cái mình đi về chùa. Đó là phương tiện. Cho nên muốn thành tựu chúng sanh thì phải có phương tiện. Phương tiện là gì? Những phương pháp nào tiện lợi để giúp đỡ cho người ta là được. Ví dụ như cái ghế kinh là một phương tiện để cho mình để quyển kinh lên cho nó không có bị mỏi tai. Rồi người ta mới làm thêm hai cái ngoe ở dưới đó, để làm chi? Để người ta đè cái quyển kinh lên, phải không? Đó, hồi xưa ở gì, hồi mấy chục năm trước đi chùa có cái ghế kinh nào? Không có. Bây giờ người ta nghĩ ra cái cách, ta tạo ra hai ba cái loại ghế kinh, phải không? Ghế kinh xếp được, ghế kinh như vậy. Chứ hồi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi Việt Nam, chùa ở Việt Nam đóng cái ghế kinh bằng cái miếng gỗ, nó có cái cây ở giữa đó, phải không? Rồi cái mình để, rồi nhiều khi nó quẹo tới quẹo lui mà cũng phải xài thôi. Thành nữ thưa đại chúng, rồi cái miếng vàng vàng quý vị đeo trên cổ áo cũng là phương tiện. Tại chúng sanh mình hơi khoái đẹp, thầy trì thấy cho đeo vô một chút rồi nhìn cho nó nổi. Để không thôi thầy nổi mình, thầy mặc đồ vàng thầy nổi có mình à. Bây giờ cho mỗi người dây đeo vô phương tiện. Nhưng mà khi mình mặc cái áo tràng vô rồi thì tự nhiên mình không có dám đi lất khất. Mặc cái áo tràng vô rồi phải đi đứng cho trang nghiêm. Tròn cái sâu chuỗi vô rồi, có ai mà vừa lần chuỗi vừa nhá người ta không? Mày có chừng tao không mày? Không? Tại thứ đó là phương tiện. Mình nhớ vậy. Thì muốn thành tựu chúng sanh thì phải phương tiện, phải không? Cho nên á, khi mà chúng ta không còn vọng tưởng chấp trước, khi mà vọng tưởng chấp trước không còn thì mình đâu có nói bậy, đâu có nghĩ bậy, đâu có làm bậy. Mà giờ muốn sám hối nghiệp chướng phải làm sao? Bây giờ thưa đại chúng, quý vị hiểu chữ nghiệp và chữ chướng là phải không? Nghiệp là những gì do chúng ta phiền não sanh khởi, rồi chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta nghĩ, nó tạo ra nghiệp. Rồi từ đó nó thành ra cái quả báo, nó chướng ngại mình. Thật sự ra mình muốn buông xả đó, thì mình đi chùa nó dễ, còn mình không buông xả đi chùa nó khó lắm. Tại vì vô trong này là một cái bệnh viện mà. Mà có trong chùa này có một bác sĩ, hai y tá, mà bệnh nhân thì cả trăm. Mỗi chùa mình, tất cả chúng ta về đây như bệnh nhân, quý thầy quý cô như y tá bác sĩ vậy đó. Mà bệnh nhân thì quá trời bệnh luôn, là vô thở một hồi bác sĩ y tá bệnh theo luôn. Phải không? Cho nên mình phải nhớ, nghiệp là những cái gì chúng ta tạo tác. Mà tạo tác từ đâu? Tạo tác từ thân, khẩu, ý. Mà cái gì nặng nhất trong ba nghiệp? Cái khẩu nghiệp. Phải không? Bây giờ mà thiệt sự nó nặng thiệt, tại ngày nó ăn tới 6 cử lận. Mà bữa nào mà nó tu lắm, nó tu 3 cử, ăn 3 cử. Còn cái chuyện mà bốc, bỏ miệng thử rồi chưa tính. Mà cái nghiệp khẩu á, thấy là phải nói, nghe là phải nói, ngửi là phải nói. Bước vô chùa nhang gì thơm vậy, còn không thì nhang gì hôi vậy, xuống bếp ai nấu món gì thơm vậy, thấy không? Nghe là phải nói, ngửi là phải nói, nếm là phải nói, trên cái miệng nói cả ngày. Mà chính mình nói nhiều thì cái gì sanh? Phiền não sanh. Ta nói là đa ngôn đa quá, mà nói nhiều thì lỗi nhiều.
Bây giờ muốn bớt cái khẩu nghiệp thì phải làm gì? Tụng kinh niệm Phật. Thí dụ mình ngồi mình niệm Phật một tiếng đồng hồ, không có nói chuyện khác, thiện tiếng đồng hồ đó bớt nghiệp. Tụng kinh một giờ đồng hồ, có thể tụng không hiểu gì hết đó. Nam mô hắc ra hắc na ra dạ gia, nam mô a rị gia bà dạ vậy đó, mình tụng và không hiểu gì, nhưng mà cứ thành tâm ngồi đó tụng, tịnh được cái khẩu. Già di nị và già na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì, a di rị đô bà tì. Mình tụng kinh nhiều khi mình không có hiểu, nhưng mà mình biết đây là những lời của Phật dạy, tổ chỉ. Chúng ta thành tâm, chúng ta ngồi, chúng ta tụng. Ngồi yên mà tụng là thân thanh tịnh, miệng tụng kinh là khẩu thanh tịnh, ý duyên theo lời kinh là ý thanh tịnh. Một giờ đồng hồ mà ba nghiệp thanh tịnh, mà ba nghiệp được thanh tịnh thì có phải là mình đang sám hối nghiệp chướng không? Sám hối mà không cần phô trương, sám hối rất nhẹ nhàng. Thí dụ bây giờ người ta bực bội, người ta nói: thôi chị ơi, thật sự ra việc làm của mình có một chút à, việc làm của quý thầy nó gấp 10 lần, và mình không thấy quý thầy làm cái 10, mình cứ nhắm vô cái 1 mình nói hoài. Lỗi cái khẩu, nín dậy cái bớt. Sám hối nghiệp chướng là sám hối như vậy đó. Có nghĩa là mình phải dùng những cái phương tiện nào để giúp cho mình đừng có sanh khởi những lời nói, những ý nghĩ mà do chúng ta vọng tưởng, chúng ta suy nghĩ, do chúng ta chấp trước mà chúng ta nói. Biết chắc cái vọng tưởng, biết chắc cái mình nghĩ nó đúng không? Mà cái không đúng thì gọi là vọng tưởng. Mà trừ khi nào chúng ta viễn ly được cái điên đảo vọng tưởng thì chừng đó mình mới có cái gì? Cứu cánh niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái của tâm, khi tâm mình hoàn toàn yên tĩnh. Mà yên tĩnh đến chỗ rốt ráo, vắng lặng thì kinh Phật gọi là cứu cánh niết bàn. Chứ không có niết bàn ở đâu, ở cõi nào, ở xa xôi ở đâu, đợi chết mình mới đi được. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Ví dụ hôm nào mà quý vị đi chùa từ sáng tới tối mà quý vị không phiền ai một chút nào hết á, ngày hôm đó tối về nhớ tuyên bố nha: hôm nay con được một ngày cứu cánh niết bàn. Còn bữa nào mà đi chùa được nửa buổi, tụng xong thầy kinh xuống bếp bắt đầu gây trận, cái hôm nay nửa buổi niết bàn trên chánh điện thôi, xuống dưới là đủ chuyện. Cho nên niết bàn là gì? Chữ niết là gì? Là vô. Chữ bàn là gì? Là tham. Vô tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là hờn, không hờn là niết bàn. Cho nên lúc nào mình không hờn, không giận. Chữ không đây có nghĩa là gì? Có, nhưng mà chúng ta biết cho nó qua. Chứ nếu mình không còn buồn, còn giận thì mình không phải là người. Phải không? Mình là robot. Mình biết buồn chứ, nhưng mà mình biết quán lại. Cái buồn này không nên giữ lâu, giữ lâu nó ung nó thối. Người ta nói mình, ta nói móc mình câu nghe hiểu không? Hiểu. Nhưng mà tại sao không giận? Tại vì tôi tu, chứ tôi đâu có ngu mà chị nói móc tôi không hiểu. Chị nói móc tôi hiểu đó, nhưng mà tại tôi tu đó. Cho nên mình tu chứ không có ngu. Không ngu là ai nói gì hiểu hết. Nhưng mà mình biết tu, biết bỏ. Mà bỏ được cái chỗ đó thì gọi là gì? Bỏ cái chấp. Mà bỏ cái chấp thì hết cái chướng. Cái chướng là gì? Nó cản trở mình. Lần sau gặp người đó vẫn chào: chào chị. Không thèm chào, bữa bà nói móc tôi, rồi nó nói chướng. Thấy không? Thành thử ra nhớ, chướng là nó ngại mình, nó ngăn che mình, nó không làm cho mình đi xa hơn được. Thưa đại chúng, cái người mà người ta muốn nói móc, nói xóc mình để mình, người ta biết cái tánh mình rồi, nói xóc một cái là mình bỏ cuộc à. Cho nên người mình đang làm gì đó, người ta nói một câu thôi, buông liền, bỏ liền. Ta nắm được cái chỗ yếu điểm đó của mình. Cho nên mình luyện nội công đến cái chỗ là mình đồng gia sắc nhưng mà cũng có một cái tử nguyệt. Quý vị coi phim Tàu, người nào mà luyện phim đến mức độ là dao đâm không thủng, gươm chặt không đứt, nhưng mà nó cũng có cái tử nguyệt của nó. Người ta bấm ngay lúc đó là chết liền tại chỗ thôi. Ta biết cái tật của mình, ta biết mình cái tật hay giận. Tại là tôi nói ngày giận là bỏ liền. Nấu sắp xong rồi mà ta chỉ cần nói một câu thôi.
chị nấu có ai ăn không? Chị dở nấu hoài. Hay là ta vô ta dỗ bộ, ta khen, ta chê, ta nói hồi buồn. Chấp cái đó chướng ngại liền. Cho nên chúng sanh mình lẽ ra sống thanh tịnh an vui, nhưng mà do cái gì? Do cái gì? Vọng tưởng chấp trước, cho nên không thể chứng đắc. Vậy thì thưa đại chúng, mình đi chùa Phổ Hiền là mình học cho được cái hạnh của Đức Phổ Hiền. Chữ Phổ là gì? Rộng khắp. Rộng khắp. Chữ Hiền là gì? Hiền chứ chưa phải thánh. Ta kêu hiền thánh đâu? Thánh là những người đã thành tựu. Còn mình đang những người hiền, những người đang đi trên con đường thánh. Đến khi nào mình thành tựu thì mình thành thánh. Cho nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Chữ đại là gì? Chữ đại là một việc làm của mình mà lợi lạc cho rộng lớn. Ví dụ mình nấu một nồi súp, 300 người được no, đó đại đó. Mình nhịn một câu, cả chùa yên. Mình nhịn một câu, bà con quyến thuộc không có xích mích. Người ta mới nói xấu nhau, mình nghe, mình nói chị, tại tôi giữ giới, giới của tôi là giới không nói dối. Thành tử hồi nãy bà nói gì chị, để tôi nói chị nghe hết, để tôi giữ giới. Nói xong đi, ta kéo nhau ta gây ra trận. Tại sao chị nói chuyện đó? Tôi giữ giới. Giới thứ tư là giới không nói dối. Cái đó không phải giữ giới nha. Cái đó không phải giữ giới. Giữ giới là thí dụ cái chị kia chỉ nói là hồi nãy cái bà đã có nói gì tôi, nói dạ không. Mặc dù người ta có nói đó, nhưng mà nói không. Chữ không mà mình nói với mục đích gì? Để cho người ta đừng có xích mích. Cái đó mới kêu là giữ giới. Chứ không phải là ai nói gì mình cũng học hết à. Không. Cho nên nhiều Phật tử không dám quy y, nó thôi tại vì tôi còn nói dốc. Tôi không dám tu, tôi không dám giữ giới. Thưa đại chúng, cái giới thứ tư là nói những gì mang lại sự an hòa cho mọi người thì chúng ta mới nói. Còn nói mà để người ta gây gỗ xích mích thì không nên nói. Cho nên đó, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nhưng mà tại sao chúng ta không chứng đắc, nhận ra được cái đó? Bởi vì chúng ta luôn luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng là cái suy nghĩ sai lầm của mình. Mà chúng ta khi chúng ta suy nghĩ sai lầm thì nó chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ quý vị đi làm từ thiện, quý vị thấy người ta đi vận động, người ta kêu gọi từ thiện, cái mình bỏ vô 10 đồng 10 đồng, cái bắt đầu mình ấy, tôi thấy cái ông mà đi vận động làm từ thiện đó, ông mới mua chiếc xe 50 ngàn ông chạy đó, không biết cái tiền từ thiện của mình đóng vô nó có lọt vô chiếc xe đó không. Mình thấy người ta đi xe mới thì mình nghĩ rằng tiền của mình đóng vô chắc nó vô đó. Cái là từ đó về sau cái ông đó mà kêu gọi từ thiện là không bao giờ mình đóng. Do vọng tưởng mà nó chướng ngại việc làm từ thiện của mình. Rồi mình chưa biết cái gì về thầy đó, chưa biết cái gì về cái đạo tràng đó, nghe người ta đồn, cái mình cũng vọng tưởng theo đó, cái mình không bao giờ tới đó. Đó là vọng tưởng. Mà do vọng tưởng chấp trước cho nên nó chướng ngại mình. Cho nên lẽ ra mình đi xa hơn nữa, mà rốt cuộc mình bị vọng tưởng chấp trước, thì cuối cùng sao? Tích niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước chẳng rời. Tích niên hành xứ, năm ngoái đi chỗ này nè, thốn bộ bất di, một bước mình cũng không dời được, thì làm sao tu tiến được? Phải không? Cho nên mình phải, quý vị thấy tại sao Đức Chuẩn Đề Bồ Tát thờ ở trước chùa đây nè, có 18 cánh tay, mà mỗi cánh tay của Ngài là cầm một pháp khí, biểu tượng cho mỗi phương tiện độ đời. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa, thích cái tượng Đức Chuẩn Đề lắm. Mà trong đó có một cánh tay cầm một cái bánh xe Pháp, mà hồi nhỏ Hòa tưởng cái bánh còng. Quý vị biết ở Việt Nam mình nó có bánh cam bánh còng. Hồi nhỏ qua kêu Bồ Tát cầm cái bánh còng, qua đây kêu donuts. Mỗi một cánh tay là một phương tiện độ đời.
Cho nên có 18 cánh tay, mà mỗi một cánh tay cầm, tay thì cầm búa, tay thì cầm bông sen, tay thì cầm cuốn kinh, tay thì cầm sấu chuỗi. Tất cả những cái vật cầm ở trên tay là phương tiện. Mà ở giữa của Bồ Tát Chuẩn Đề có một con mắt ngay giữa đây nè. Con mắt này là con mắt trí tuệ, cái này gọi là thật trí. Còn cánh tay mà độ đời gọi là quyền thừa. Chữ quyền thừa là gì? Tức là mình đưa cái hành động tạm thời cứu giúp chúng sanh, nhưng mà xong rồi Bồ Tát vẫn an trụ một chỗ. Cho nên có hai bàn tay Ngài bắt ấn. Hai cái bàn tay Ngài bắt ấn Chuẩn Đề là tượng trưng cho trụ tâm nhất xứ, mà phương tiện là tùy duyên. Cũng như vậy, thấy không? Tất cả những việc làm gì của chúng ta làm, nó không ngoài một cái mục đích là phổ độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thì nhu cầu nó khác nhau lắm. Có người thích tụng kinh, có người thích niệm Phật, có người thích ăn chay, có người thích làm từ thiện, có người thích xây chùa. Cho nên mỗi thầy tùy theo mỗi chúng sanh mà làm mỗi hạnh. Không có cái hạnh nào mà các ngài từ chối. Vì vậy cho nên mới gọi là đại hạnh phổ hiện. Mà chúng ta là người có lòng từ bi, thấy rõ cái nhu cầu chúng sanh thì không thể nào từ chối cái ước nguyện của họ, mà muốn đem cái ước nguyện đó thành tựu. Cho nên gọi là Quán Âm, đại bi Quán Âm. Đại bi là lòng từ, cũng giống như quý vị thương con vậy đó. Biết đứa nấu một bữa ăn nha, đứa con này nó thích cơm chiên nè, đứa con nọ nó thích canh này nè, nấu bữa ăn mà mỗi đứa mình nấu món. Mình không nói ra, nhưng mà trong cái âm thầm là mình đang làm cho mỗi đứa con nó vui hết. Đó là lòng từ của người mẹ. Bồ Tát cũng thế, thấy chúng sanh có đầy đủ nhu cầu. Có chúng sanh thích tụng kinh, có chúng sanh thích niệm Phật, có chúng sanh thích ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ thưa đại chúng, ngồi thiền niệm Phật tốt hết không? Tốt hết. Bù lại nếu mà mình không cho họ ngồi thiền niệm Phật hay là tụng kinh thì họ đi đâu? Họ đi casino, họ đi quán rượu, rồi lúc đó mình không cho cũng đâu được. Thấy không? Cho nên thấy người ta thích cái lành thiện, phải ủng hộ, phải thành tựu cho người ta. Vì có lòng từ lớn cho nên không từ nan hạnh nguyện gì hết. Thấy không? Cho nên khi phiền não khởi, khi phiền não mình khởi thì mình tạo nghiệp. Khi nghiệp nó thuần thục, nó thành cái quả báo, nó chướng ngại mình. Bây giờ mình muốn sám hối, ba cái nghiệp này tiêu trừ, ba cái chướng này nó tiêu trừ, thì phải làm gì? Thứ nhất, bớt vọng tưởng, đừng có suy nghĩ lung tung nếu mình chưa thấy biết rõ ràng. Bớt chấp trước, vì mình luôn luôn thấy là đều là phương tiện độ sanh. Pháp Hòa ví dụ như á, ai mà đau chân không có nhiều, ngồi cái tọa cụ này nè, bồ đoàn đó đó, vị nào đau chân khá chút mời lên ghế ngồi. Vậy thì cái ghế hay là cái bồ đoàn cũng đều là một dụng cụ để ngồi, cốt mình đáp ứng được cái nhu cầu đau nhất của mỗi chúng sanh. Quý vị đừng có ngại ngồi trên ghế cao hơn Phật chắc tội. Không. À, hay là ngồi trên ghế cao hơn thầy có tội. Không có tội lỗi gì mấy chuyện đó hết. Phật đâu có quẩn đâu mà đi bắt tội mấy cái lặt vặt đó. Mà nếu mà Phật bắt tội kiểu đó, Ngài không phải Phật. Ngài phàm phu giống mình vậy. Hở chút cái bắt tội, hở chút cái phiền não chấp trước. Mình đau chân mình lên ghế ngồi, nhưng mà mình ngồi trang nghiêm. Đó. Mình ngồi trang nghiêm thì không sao. Có sao đâu. Phải không? Thành thử ra mình bớt cái chấp như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó tịnh. Mà tâm tịnh thì đâu có nói lung tung. Mà không nói lung tung là sám hối nghiệp chướng rồi. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta có mặt ở đời này là do nghiệp cũ nó tới dẫn mình tới đây. Cho nên đừng có tạo nghiệp mới nữa. Không, cái gì thấy biết rõ ràng hả nói. Mà chưa chắc cái thấy biết rõ ràng mình nói đã đúng nữa. Quý vị nhớ mà kể câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử không? Có nhớ câu chuyện đó không? Đức Khổng Tử á, có ba người đệ tử. Thì một hôm á, vào cái thời loạn lạc, Ngài mới dẫn đệ tử đi lánh nạn. Trên đường đi lánh nạn mới tấp vô một cái ngôi làng, người ta biết
đây là Đức Khổng Tử và các đệ tử của Ngài, cho nên người ta mới cúng cho lon gạo để nấu ăn. Thì Ngài mới nói thôi bây giờ á, một người đệ tử xuống bếp nấu cơm đi, thầy lên trên này thầy ngồi thầy đọc sách. Trong khi mà Ngài lên Ngài ngồi đọc sách á, thì Ngài mới ngó xuống dưới bếp á, Ngài ngó xuống cái cửa, Ngài thấy cái người đệ tử đó mới bốc cơm bỏ vào miệng. Ngài buồn trong lòng mà Ngài không có nói. Trong lòng của Ngài buồn là đệ tử sao nó bây giờ nó không có còn lịch sự nữa, nó ăn cơm trước mình. Thì khi mà lên băm cơm á, thì các vị kia mới nói thôi bây giờ trước khi ăn cơm á, xin thầy á, hãy dâng cơm cúng. Thì người đệ tử mới nói dạ thưa thôi đừng, và con cũng xin phép con không dùng nữa. Tại hồi nãy trong khi xới cơm á, có một ít cơm nó rớt dưới đất, mà con nghĩ vào cái thời loạn lạc này cơm hiếm lắm, gạo thiếu, nếu con bỏ cái cơm này đi thì nó uổng. Mà bây giờ á, cho nên nó bỏ vô nồi cơm lại á, thì sợ nó làm hư cái nồi cơm, cho nên con mạn phép con ăn cái miếng cơm hồi nãy nó rớt dưới đất, nó dính bụi đó, con phủi bụi con ăn miếng cơm đó rồi. Thì khi nói câu chuyện đó rồi thì Đức Khổng Tử Ngài mới thốt một câu, Ngài mới nói chỉ còn một chút nữa thôi thì Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Kẻ hồ đồ là phán cho đệ tử mình một cái tội, mà trong khi đó mình chưa biết lý do nào nó bỏ cơm trong miệng. Cho nên kết thúc câu chuyện, người ta nói có những cái mình thấy trước mắt chưa chắc mình biết hiểu nó đã đúng nữa, vì mình chưa biết được cái tận nguồn cơn của câu chuyện. Thì tại sao mình lại, cái gì mình chưa thấy mà lại phán quyết phải chấp trước rồi sanh vọng tưởng? Có phải nó chướng ngại hết mọi công đức lành của mình không? Có nhiều khi mình giận một Phật tử mình không đi chùa, như vậy là cái gì nó chướng ngại mình? Vậy thì rút mình đi chùa là vì người đó, hay mình vì mình, hay mình vì Phật? Mình vì mình thì đâu có vì cái người đó mình bỏ, phải không? Cho nên từ cái phiền não chấp trước cho nên nó chướng mình. Mà thế mà ngày nào cũng tụng kinh nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não hết, nó chướng mình mà tại sao mình không thông? Chưa đại chúng, nó có hai cái loại chướng. Một gọi là chướng ngại, hai gọi là chướng nạn. Chướng ngại là gì? Cái gì mà nó trước mặt mình, nó cản trở đường đi của mình, cái đó gọi là chướng ngại. Còn cái gì mà mình để trong lòng lâu ngày mình không buông xả được, nó thành ra cái chướng nạn. Như vậy thì bây giờ đại chúng thấy là cái nạn với cái ngại, cái nào dễ dẹp? Chướng ngại dễ dẹp hay chướng nạn dễ dẹp? Chướng ngại dễ dẹp hơn. Thí dụ mình đi nó có cái khúc cây, bước xuống dời khúc cây đó cái đi được. Nhưng mà cái chướng nạn là những cái phiền muộn bên ngoài mình lấy, mình cất ở trong tâm, trong lòng của mình, rồi lâu ngày nó nặng nề bỏ ra không được. Cái đó nó trở thành ra cái tai nạn cho mình, chứ không có hay ho gì hết. Cho nên cái mình phải làm sao cho cái câu kinh mình tụng nó trở thành ra hiện thực, chứ không còn là trừu tượng trầm trong sách vở. Ngày nào cũng tụng nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não. Mình tiêu cái chướng nạn bằng cách nào? Hay là mình đọc cái hạnh của Đức Phổ Hiền, cái nguyện của Đức Phổ Hiền là tứ giả sám hối nghiệp chướng. Sám hối như thế nào để tiêu nghiệp đây? Học kinh cho nhiều. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si, hôm nay bắt đầu xin sám hối. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu phiền não cũng do gì? Do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Lẽ ra cái tâm của mình đó, nó giống như một cái đám mây bạc thông dong. Nhưng mà sở dĩ mình không làm mây là thông dong được là tại sao? Là vì mình cứ bị vướng mắc, không? Thành thử ra chỉ cần mình nói ra được rồi lòng nhẹ nhõm, chừng đó tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng như những đám mây thông dong vậy. Thôi thì hôm nay chúng ta trở về chùa Phổ Hiền, tên của một vị Bồ Tát nha.
làm lễ Quán Thế Âm, vị Bồ Tát nữa. Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát của sự, của hành động. Bồ Tát Quan Âm là của tấm lòng. Tấm lòng mà từ bi có rồi thì hành động vô ngại. Sở dĩ người ta làm không cùng tận, làm miệt mài, làm quên mệt, vì sao? Vì có một tấm lòng. Trịnh Công Sơn có một câu: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Ai biết không? Để làm gì? Để gió cuốn trôi đi. Nghĩa là rốt cuộc cuộc đời này nó vậy đó, mọi thứ nó cũng trôi đi như vậy, nhưng mà cứ sống như vậy. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Tấm lòng với nhau là những gì chúng ta thấy người ta cần cứ giúp. Người ta chỉ cần có một bữa chay mình cho người ta ăn. Cho nên cứ sống như vậy. Cho nên người Việt Nam mình rất hay. Người nào mà giận họ cỡ nào đi nữa mà nghe họ chết rồi, thế nào cũng phải tìm cách đi tới thắp cây nhang. Và mình tuyên bố một câu: nghĩa tử là nghĩa tận. Nghĩa là cái tình nghĩa của người mất, phải không? Lúc này những phiền muộn gì buông hết. Thậm chí người ta thiếu nợ mình, mình không muốn người ta nợ mình nữa, tới thắp cây nhang tuyên bố buông. Hồi đó chị còn sống, chị mượn tôi 100, chị hứa 1 năm chị trả. À, giờ chị chưa được trả tôi, thôi tôi cũng không muốn chị nợ tôi. Tôi xin thắp cây hương này và xin, tôi xin miễn, tôi xin cho chị luôn. Đó, cái đó là cái hình ảnh rất đẹp. Bây giờ đừng đợi chết thắp nhang, thắp liền tại chỗ. À, chị chọc tôi giận bữa hôm, nhưng mà thôi, mình là Phật tử với nhau, xả bỏ để mình cùng làm quyến thuộc với nhau. Được như vậy đó là mình là Quan Âm Phổ Hiền. Quan Âm là từ bi, Phổ Hiền là hành động. Không có từ bi thì không đi tới hành động. Hành động càng lớn, từ bi càng nhiều. Vì mình càng đi sâu vào đời sống của người ta thì mình càng thẩm thấu cái nỗi khổ của người, và chừng đó lòng từ mình càng lớn hơn nữa. Thôi xin chúc cho đại chúng nhớ cái câu đó hen: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Cứ luôn luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước, sống vì vậy mà không chứng đắc được cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Hễ vọng tưởng mà khởi là chướng ngại đường tu, hễ chấp trước mà khởi thì chướng ngại đường tu. Muốn làm phước do nghĩ sai cho người ta cái hết làm phước, muốn đi chùa tiếp tục do hờn giận rồi hết đi, đâu có đúng, phải không? Cho nên chính mình sống như vậy hoài, cho nên mình tu nhiều năm mà không tiến. Giờ muốn tiến bộ không? Bớt vọng tưởng. Pháp Hòa nói bớt thì chứ chưa nói bỏ nha. Bớt là trời ơi, thiên hạ thái bình. Bớt thôi. Rồi khi nào mình bớt được rồi thì từ từ nó mới hết. Cũng giống như bệnh vậy đó, uống thuốc vô nó không hết bệnh, nhưng mà nó làm sao? Bớt bệnh là mình mừng rồi. Nhiều đó thôi là mình hạnh phúc rồi. Chúc đại chúng có một ngày an vui, và luôn luôn nhớ hai cái hạnh của hai vị Bồ Tát lớn là Đại Hạnh và Đại Bi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, trong kinh Hoa Nghiêm phẩm 40 đó, có nói tới cái hạnh nguyện của Phổ Hiền trong 10 hạnh đó. Thì trong đó có một câu nghe Đức Phổ Hiền nói như thế này: chừng nào chúng sanh hết, nghiệp của chúng sanh hết, phiền não của chúng sanh hết, chừng đó hạnh nguyện sám hối của con mới hết. Ngày nào chúng sanh còn, nghiệp chướng của họ còn, phiền não của họ còn, hư không này còn, hạnh nguyện sám hối của con cũng phải còn. Vì sao? Đúng như vậy. Ngày nào mình còn nói là ngày đó phải sám hối. À, có nhiều vị nói tôi không có tội lỗi gì, không cần phải sám hối. Không có đâu.
phải không? Cái đó chấp đó. Chấp mình, chấp là mình không có tội, vọng tưởng mình không có tội. Thật ra không, nghĩ mình không tội cũng là một loại vọng tưởng, chắc không? Chắc là mình không có, tội lỗi không? Chứ chữ sám hối là gì? Không có phải lại Phật cho nhiều đâu. Sám hối có nghĩa là giảm nói những cái điều không có đúng, giảm suy nghĩ những điều không có hay, giảm hành động những điều không có đúng, làm cho người ta buồn. Giảm mấy cái đó thôi là chân thật sám hối. Mà được như vậy là tâm thanh tịnh.